Tiết mục đời người cần có vị thầy tốt. Tập 1: Ân sư ngàn năm khó gặp. Các vị khán giả, xin chào mọi người. Hoan nghênh các vị đã đón xem tiết mục mới này. Từ hôm nay trở đi, chúng tôi sẽ đem tiết mục mới này cúng dường cho đại chúng trong toàn thiên hạ. Cho dù là người học Phật, học văn hóa truyền thống hay là không học gì, chúng tôi hy vọng mọi người đều xem qua. Tên của tiết mục này là đời người cần có vị thầy tốt. Tôi tin là không ai là không cần tiết mục giống như vậy. Không ai không thể không xem. Chúng tôi đặt thêm cho đó một tiêu đề khác là ân sư Thánh Đức Kiến Văn Lục. Sư phụ được mọi người trong và ngoài nước đều đề cử. Khán giả trong nước đã có hơn 300 triệu. Hải ngoại thì càng nhiều hơn. Là vị cao tăng đại đức được ức vạn người sùng bái, tông sư của Tịnh Độ Tông, lãnh tụ của các tôn giáo trên thế giới, là người thầy hướng dẫn của những ai học tập văn hóa truyền thống ở trên toàn thế giới, có một địa vị tôn quý như vậy. Vậy thì chúng tôi là những người học sinh đi theo người học tập kinh giáo trên kênh truyền hình. Chúng tôi học tập nhiều năm như vậy, lấy bản thân tôi làm thí dụ. Từ năm 2005 đã bắt đầu nghe người giảng kinh, từ trong cuộc sống từ từ mà trải nghiệm mà thực hành, đến hiện nay đã tròn 10 năm rồi. Khi đó tôi mới hơn 30 tuổi. 10 năm trôi qua rồi, có rất nhiều người hỏi chúng tôi một vấn đề: những người học Phật các anh học theo ai? Phật Pháp chia làm nhiều môn phái như vậy, có mật tông, có thiền tông, các anh tu pháp môn nào? Chúng tôi là niệm A-di-đà Phật, gọi là Tịnh Độ Tông, Tịnh Tông Pháp Môn. Thích Ca Mâu Ni Phật trong kinh giáo có nói với người đời: vào thời kỳ mạt Pháp, Tịnh Độ thành tựu. Hay nói cách khác, vào thời đại hiện tại, chỉ có chuyên niệm A-di-đà Phật thì học Phật mới có thể thành tựu. Mật tông, thiền tông quá cao. Căn tánh của người hiện nay còn có mức độ ô nhiễm của thế đạo này, đều không còn thích hợp nữa. Thời mạt Pháp 9.000 năm, Tịnh Độ thành tựu. Cho nên chúng ta phải tìm đúng thầy. Có rất nhiều người hỏi: học Phật, các anh rốt cuộc là muốn làm gì? Chung quy lại một câu nói: muốn liễu thoát sanh tử. Trong một đời này, chúng ta có thể vào lúc khi lâm chung, con người rốt cuộc đều phải cáo biệt trần thế này. Bạn muốn đi gì đâu? Chân tướng vũ trụ nhân sanh chính là lục đạo luân hồi, tam thiện đạo, thiên đạo, tu la đạo, nhân đạo, tam ác đạo, gồm có địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo. Thần thức con người rời khỏi thân thể thì sẽ luân chuyển trong lục đạo này. Đời này tôi mang cái thân như vậy, đời sau, sau khi chết đi rồi chưa chắc được như vậy, đời trước cũng có thể chưa được thân thể như vậy. Tôi có đồng nghiệp trong đài truyền hình, những cô dẫn chương trình đó tự mình cảm thấy bản thân rất đẹp,
Mấy cô hỏi tôi, học Phật có gì tốt? Tôi liền nói với các cô ấy, các cô phải tìm hiểu chân tướng thì các cô sẽ biết cái tốt của học Phật. Hiện tại các cô cảm thấy mình rất đẹp, lại làm ở vị trí người dẫn chương trình cho Đài Trung ương. Đời sau các cô có bảo đảm được như vậy không? Vì nếu các cô đầu thai vào một nơi chiến tranh, hoặc là đầu thai làm con trai con gái của một kẻ trộm, rơi vào súc sanh đạo, là một chú chuột con trong một ổ chuột, vậy thì các cô phải làm sao? Mấy cô ấy nghe rồi rất là sợ hãi. Mấy cô ấy nói, sao tôi lại có sự tỉnh giác như vậy? Đời người cần có vị thầy tốt. Tôi làm ở đài truyền hình hơn 10 năm, đài phát thanh cũng là loại quan niệm của người hiện đại. Ăn uống hưởng thụ, đem mấy thứ này trở thành quan niệm của bản thân. Truy tìm sự cạnh tranh thống khổ. Cho nên học Phật 10 năm này trôi qua, những người quen hay không quen tôi đều hỏi chúng tôi vấn đề này. 10 năm rồi, anh có thu hoạch gì không? Họ có rất nhiều người còn nói, nói tôi giống như là biến thành một người khác rồi vậy. Tôi nói vẫn chưa biến thành tốt hơn, vẫn còn rất kém. Lại thêm 10 năm nữa, nhất định tốt hơn 10 năm này. Làm sao mà đạt được đây? Đời người cần có vị thầy tốt. Chúng ta đến thế gian này, cha mẹ cho chúng ta thân thể này, chúng ta cảm ơn vô hạn. Dùng bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể báo đáp ân đức của cha mẹ. Mà ngược lại, bây giờ chúng ta xem những người trẻ tuổi hiện nay, tướng mạo đều rất tốt đẹp, nhưng lại không có trí huệ, toàn làm chuyện ngu ngốc, tự sát, đánh nhau, thống khổ vô cùng, không có trí huệ. Học vị rất cao, không có trí huệ. Chúng ta nhìn thấy quá nhiều rồi, cả trong hai ngoài nước. Chúng tôi đều đang suy nghĩ một vấn đề, chính là cũng giống như trước đây, khi chúng tôi đi làm ở đài truyền hình đã nhìn thấy. Cho nên chúng tôi vô cùng may mắn vì không làm ở đó nữa, mà làm nghĩa công, học Phật hơn 10 năm nay. Chúng tôi vẫn luôn suy gẫm, tại vì sao xung quanh vẫn còn nhiều người đau khổ như vậy? Đau khổ của chúng tôi ít hơn họ quá nhiều. Phiền não cũng vậy. Căn nguyên là do đâu? Có câu uống nước nhớ nguồn. Chúng tôi đã nhớ tới câu nói này. Chính là đời người cần có vị thầy tốt. Chúng tôi đã đạt được những gì? Học Phật rốt cuộc có chỗ nào tốt? Chúng tôi muốn mượn cơ hội này, tiết mục này mà chia sẻ với mọi người. Nếu không có rất nhiều người nói thần kinh chúng tôi có vấn đề. Họ xem rồi, họ hiểu được, họ biết được. Tôi tin là không có ai không muốn học. Học Phật là cao nhất, thấp hơn một chút là học nho. Nho gia là nhập môn, sau đó là đạo gia, rồi mới tới học Phật. Cho nên chúng tôi đặc biệt nhân cơ hội này, báo cáo chia sẻ tâm đắc của chúng tôi với toàn thể mọi người trong thiên hạ. Tôi học được 10 năm, học được cái gì? Thầy của tôi đức cao vọng trọng như vậy, ngài ấy làm cái gì? Ngài ấy mang lại điều gì tốt cho tôi? Có điểm gì đáng để học tập, tôi có thể kể ra không? Cho nên rất nhiều người tới hỏi chúng tôi. Chúng tôi suy nghĩ cần phải làm một tiết mục. Đời người cần có vị thầy tốt. Mọi người nghe xem, học Phật, học tập văn hóa truyền thống có phải là mê tín hay không? Rốt cuộc có thể mang lại lợi ích thực tế gì? Những lợi ích thực tế này có tác dụng gì với xã hội hiện thực ngày nay? Chúng tôi vừa nghe thấy thì
thế thật quá tốt rồi. Thế nên tôi thường giao lưu với họ ở bên dưới. Họ nói liệu có thể đem chúng công khai với mọi người để mọi người cùng tới nghe. Thật quá tốt. Văn hóa truyền thống Phật Pháp tốt như vậy, sư phụ ngài giỏi như vậy. Cho nên tiết mục hôm nay của chúng tôi là tập đầu tiên. Vậy thì năm nay mọi người cũng đều nhìn thấy một tập ảnh gọi là Nhận Thức Lão Pháp Sư. Trong tập ảnh đó giảng vô cùng chi tiết, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một cuốn sách, một cuốn tranh ảnh, người xem rất nhiều, lưu thông rất rộng, giới thiệu vô cùng đầy đủ. Vậy thì chúng tôi làm tiết mục này từ một góc độ khác, giống như báo cáo với mọi người là bằng cách kể câu chuyện như vậy, bằng tự mình nghe. Đây đều là những gì chúng tôi nghe thấy, cho nên gọi là ân sư, ân đức của sư phụ đối với loài người trên thế giới này thật quá lớn. Cho nên chúng tôi mới đem chữ ân này để ở phía trước, gọi là ân sư, thánh đức, đức hạnh của ngài. Lãnh hội của chúng tôi thấy được, chỉ có dùng chữ thánh mới có thể biểu đạt được hết. Đức hạnh này không phải là đức hạnh của người bình thường, không phải quân tử, hiền nhân, mà là thánh nhân. Đây là lời thật. Mọi người từ từ nghe, bạn không nên gấp gáp phủ định. Ân sư thánh đức, đức hạnh của ngài. Chúng ta lại xem sách lịch sử, đối chiếu kinh điển xem, người đầy đủ đức hạnh thánh hiền trong lịch sử mấy ngàn năm của dân tộc Trung Hoa có thể đạt tới trình độ này. Mọi người nghe thử xem, bạn đối chiếu lịch sử, bạn tự mình xem. Chúng ta một đời này gặp được một người thầy như vậy, người sắp 90 tuổi rồi, sang năm là 90 rồi. Chúng ta phước báo lớn biết bao. Vị trí của người trong Nho Thích Đạo, trong giáo dục thánh hiền trên toàn thế giới, tôi nghĩ mọi người đều có thể đưa ra phán đoán. Tiền đề là trước tiên chúng ta phải hiểu được, không những phải hiểu được thánh đức của ngài, mà còn dùng kiến văn. Những gì chúng ta nghe thấy, nhìn thấy đều đem nguyên bản nói cho người khác, bằng lại đối chiếu sách sử mà sẽ biết được ngài là nhân vật như thế nào. Còn chúng ta có phước báo lớn biết bao, bạn có muốn theo ngài học không? Đời người cần có vị thầy tốt. Cha mẹ cho chúng ta thân mạng này, thân thể này là cha mẹ cho. Những người trẻ tuổi thân thể rất tốt, nhưng càng ngày càng ngu ngốc, càng ngày càng hồ đồ, toàn làm những chuyện ngu xuẩn, tai nạn không ngừng. Điều này cho thấy cái gì? Cho thấy cha mẹ không giải quyết được vấn đề. Ai có thể giải quyết? Chỉ có người thầy mới có thể giải quyết. Cho nên cha mẹ cho chúng ta thân mạng này, đây chỉ là mới bắt đầu. Nếu như đời người không có gì thầy tốt, có tác dụng gì chứ? Nếu như tôi không gặp được sự giảng dạy của sư phụ, tôi vẫn ở đài truyền hình tạo nghiệp, vẫn còn tham sân si mạng nghi, cạnh tranh đấu tranh, cuối cùng đau khổ vô cùng. Cho nên ân đức của sư phụ vượt hơn cha mẹ. Người thầy tốt bạn đi đâu mà tìm? Bây giờ chúng ta gặp được rồi, không biết là kiếp nào tu được phước báo lớn như vậy. Tổ tiên tích đức, chúng ta gặp được sư phụ người rồi. Thời xưa mọi người đều biết, muốn có một cuộc đời hạnh phúc thì nhất định phải có vị thầy tốt. Vị thầy tốt có thể ban lại cho bạn cái gì? Gặp may mắn, tránh tai họa, phía trước có hầm lửa, không để cho bạn rơi xuống. Người này, việc này là xấu, nói cho bạn biết được. Trí huệ này từ đâu mà có? Thầy dạy cho bạn, chỉ điểm cho bạn. Đây là cuộc đời. Cho tới lúc lâm chung, chúng ta cũng không biết. Sự việc sau khi qua đời đều không biết nữa. Cho nên nói, Phật Bồ Tát dạy bạn đều ở trong Kinh Phật Đại Tạng Kinh. Lão sư như vậy bạn có cần hay không? Con người không phải chỉ sống một đời này. Điều này trong cuộc đời chúng ta đang sống đều có thể chứng minh. Phật Pháp không thể chứng minh thì không phải trở thành mê tín sao? Cho nên từ xưa đến nay,
Không ai mà không tán thán người thầy tốt. Bạn xem, Khổng Lão Phu Tử giảng thế sư biểu, nhiều đời đế dương tôn kính ngài là Khổng Thánh Nhân. Giảng thế sư biểu, đệ tử của ngài có 3000, có 72 hiền nhân đi theo ngài. Trong đó môn sinh mà ngài đắc ý nhất là truyền nhân thực sự của ngài Nhan Hồi. Nhan Hồi đã tán thán thầy của mình như thế nào? Bạn xem trong Luận Ngữ có nói: Nhan Uyên vị nhiên thán viết, cảm khái. Khổng Lão Phu Tử, bản thân thầy là người như thế nào? Ngưỡng chi di cao, toàn chi di kiên là nghĩa gì? Càng nhìn lên trên thì thấy ngày càng cao, hình như không thấy được đỉnh. Bạn càng nghiên cứu học vấn này của ngài, học vấn mà thầy dạy cho bạn, càng nghiên cứu thì càng vững chắc, không có bờ mé. Chim chi tại tiền, hồ yên tại hậu, hình như khắp nơi đều là sự dạy bảo của thầy, khắp nơi đều có hình bóng của thầy, không nơi nào không có. Ngài như vậy mà sống. Phu tử tuân tuân nhiên, thiện dụ nhân, bát ngã dĩ văn, ước ngã dĩ lễ, dục bãi bất năng, ký kiệt ngô tài, như hữu sở lập trác nhĩ. Đối với chúng ta dạy bảo dẫn dắt từng bước một, khiến cho chúng ta từ văn đến lễ, từ học vấn đến tu thân, đều muốn ngừng lại cũng không thể, cho dù là khiến cho toàn bộ tài năng của ta đều dùng hết rồi. Như hữu sở lập trác nhĩ, thầy của ta hình như đang ở phía trước đợi ta, căn bản không thể theo kịp. Tuy dục tòng chi, ta vô cùng muốn đi theo ngày ấy. Mạc do giả dĩ, cảm giác hình như không có lối nào, không biết làm thế nào mới có thể đuổi theo thầy được. Thật sự lời này cũng chỉ có Nhan Hồi mới có thể nói ra được, Nhan Hồi có thể giảng ra được. Đây chính là Khổng Tử chân thật. Học sinh của ngài ấy nhiều như vậy, có thể lãnh hội được điều này quá ít rồi. Chúng ta lại xem sư phụ ngài, dưới thiên hạ này người đi theo ngài học tập kinh giáo, học nho thích đạo trong thời gian dài, cảm nhận của mọi người không hề kém Nhan Hồi. Mỗi một người đều cảm nhận rất nhiều, cảm nhận của mỗi người không giống nhau. Bản thân tôi học cũng không ra làm sao, thật hổ thẹn. Nhưng mà tôi nguyện mượn cơ hội này chia sẻ với đại chúng. Tôi cũng đặc biệt kêu gọi những đệ tử Phật trong thiên hạ này, đặc biệt là các đệ tử Phật đang theo sư phụ người học tập, mọi người đều tới giảng và chia sẻ xem chúng ta đã theo học được cái gì ở thầy, thầy từ bi ở chỗ nào, vĩ đại ở chỗ nào, bạn đều nói ra đi, để người trên thế gian này được lợi ích. Thầy giáo của bạn tốt như vậy, tôi cũng muốn học, bởi vì tôi cũng muốn có được lợi ích này. Tất cả chúng ta đều nói như vậy. Thánh giáo, thánh nhân, thật sự có thể trở nên hưng thịnh. Đây cũng là ước nguyện ban đầu mà chúng tôi làm tiết mục này, luôn hy vọng có thể khiến càng nhiều người được lợi ích. Bởi vì chúng tôi được lợi ích rồi, thật quá tốt. Bạn có người thầy tốt chưa? Chúng tôi trịnh trọng giới thiệu với bạn. Chúng tôi tin là mọi người bắt đầu xem từ tiết mục tiếp theo, bạn có thể lãnh hội được đời người thật sự cần có vị thầy tốt. Gặp được một người thầy tốt là bạn thật sự tu 8 kiếp, là đại phước báo tu được trong nhiều đời. Bạn thật sự có phước báo đó. Từ buổi sau chúng tôi từ từ chia sẻ với mọi người. Tập đầu tiên này chỉ có 10 mấy phút, cũng giống như câu chuyện nhỏ vậy, có hình ảnh, có thuyết minh. Chúng tôi luôn hy vọng có thể khiến càng nhiều người được lợi ích. Như vậy thì nhà nhà thái bình, người người hạnh phúc, đó chính là tâm nguyện của chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn sự dạy bảo của Phật Đà, cảm ơn sự dạy dỗ của sư phụ ngài. Được rồi, cảm ơn mọi người.
Đây là tiết mục Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt, tập 2, mặt thứ nhất, Không Thể Nghĩ Bàn. Các vị khán giả, xin chào mọi người. Hoan nghênh mọi người tiếp tục đón xem. Đây là tập đầu tiên Đời Người Cần Có Vị Thầy Tốt. Tiêu đề phụ gọi là gì? Ân sư chính là sư phụ. Chúng ta tôn kính gọi Ngài là ân sư. Ân đức của Ngài đối với chúng ta quá lớn, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Ân sư thánh đức, đức hạnh của Ngài, chúng ta xem sách lịch sử, xem kinh điển, thật sự là đức hạnh mà thánh nhân mới có. Ân sư thánh đức Kiến Văn Lục, chúng tôi không ngại sự nông cạn của bản thân. Chúng tôi học không tốt, rất hổ thẹn, nhưng mà luôn nghĩ đem những điều lợi ích có được nhân cơ hội này chia sẻ với mọi người. Mọi người đều hỏi: anh học thời gian dài như vậy rồi, có gì tốt chứ? Ân sư đó có gì đáng để học tập? Có lợi ích thực sự gì không? Nói nghe thử xem. Mọi người trong lúc trà dư tửu hậu cùng nhau chia sẻ thôi. Hôm nay là tập đầu tiên. 10 năm rồi, học Phật được 10 năm, cũng có chút lãnh hội. Đầu tiên tôi nhớ cuối năm 2005, khi đó chúng tôi đang làm tiết mục Tiểu Diện Sơn Tây. Tôi là người làm từ đài truyền hình xa, biết biên kịch đạo diễn, biết quay phim. Tôi nói việc tốt như vậy nhất định phải làm. Khi đó tôi chưa từng gặp qua sư phụ, chỉ xem đĩa. Tiết mục đó làm ra tới Tết Tây năm 2006. Khi đó ở Bắc Kinh có rất nhiều người xem đĩa này. Khi đó có 2 người. Một người là con gái của nguyên soái Diệp Kiếm Anh, chúng tôi gọi là hội trưởng Lăng Tư. Còn có một vị là Trần Hiểu Húc, chính là người diễn vai Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. 2 vị này đều đem đĩa Tiểu Diện Sơn Tây đưa cho sư phụ Ngài xem. Khi đó hình như sư phụ ở nước ngoài. Cứ như vậy mà kết nên duyên phận này. Tôi không ngờ được là đời này có thể gặp được sư phụ, không nghĩ là có ước mộng xa vời này. Sau đó vào tháng 4 năm 2006, tổ chức diễn đàn Phật giáo thế giới. Tôi nhớ rất rõ, khi đó chủ tịch Tập còn là bí thư tỉnh Triết Giang, rất giỏi. Linh mục còn đọc diễn văn, chính là hội nghị đó. Vậy thì Hội Phật giáo Trung Quốc, Cục Tôn giáo Quốc gia mời các vị cao tăng đại đức trong ngoài nước về tham dự, trong đó cũng có sư phụ, cùng nhau tới Hàng Châu để tổ chức. Chúng tôi cùng với Hiểu Húc, cô ấy và chồng mình còn có rất nhiều người nữa, chúng tôi cùng nhau đến nơi đó để gặp sư phụ. Đó là lần đầu tiên tôi gặp sư phụ Ngài. Trước đây có hơn 1 năm luôn nghe sư phụ giảng kinh, chưa gặp qua ngoài đời. Đó là lần đầu tiên. Khi đó ở trong một căn phòng lớn của một vị cư sĩ, có rất nhiều người tới. Lần đầu tiên tôi gặp sư phụ, cảm giác của tôi đích thực là không giống người khác. Bởi vì gặp sư phụ, tôi cũng phải chọn một món quà. Chọn cái gì bây giờ? Khi đó ở Hàng Châu, tôi đến xưởng in Tây Linh, xưởng nổi tiếng nhất ở bên cạnh Tây Hồ. Tôi ở đó chọn một quyển sách Đa Cảnh Lâu Thi Sách của Mễ Phất. Hôm nay tôi đặc biệt tìm cuốn chữ mẫu này ra, năm đó chính là cuốn này. Tôi rất thích chữ của ông ấy, tôi muốn đem cái này làm quà cúng dường cho sư phụ. Mọi người nhìn chữ của ông ấy đi, đích thực là rất đẹp. Tôi rất thích nên đã đem cái này cúng dường cho sư phụ Ngài. Khi đó bước vào phòng, ấn tượng của tôi rất sâu sắc. Cuốn chữ mẫu này được đặt ở trên bàn. Khi đó sư phụ đi tới, chúng tôi ở bên này cứ đợi như vậy, đứng thẳng, đứng rất cung kính,
Cái này thì để trên bàn. Sư phụ còn cách tôi khoảng 4-5 bước chân, xa như vậy. Cái này thì đặt ở đó, cuốn chữ mẫu này thì đặt ở đó. Sư phụ sau khi nhìn thấy thì nói một câu: Mễ Nam Cung. Mễ Nam Cung à? Khi đó tôi chưa đưa cho sư phụ xem, sư phụ đã nhìn thấy rồi. Mễ Nam Cung. Trong lòng tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi nói Mễ Nam Cung này là ai? Sau đó tôi lại mua một cuốn chữ mẫu, bên trên có giới thiệu Mễ Phất là người thời Tống. Ông ấy có rất nhiều danh hiệu, thực sự là có một danh hiệu là Mễ Nam Cung. Cái này chúng tôi đều không biết. Sư phụ chỉ nhìn bằng mắt. Mễ Nam Cung, nói thật là nhìn từ xa bạn không thể nào nhìn ra đó là chữ mẫu, bạn không biết được đó là gì. Vậy mà ngài nhìn một cái là nói Mễ Nam Cung. Chúng tôi vẫn chưa nói chuyện, vẫn chưa nói lời nào với sư phụ. Điều này đối với tôi lúc đó rung động không nhỏ. Ngài làm sao mà biết được chứ? Mễ Nam Cung. Mễ Nam Cung. Được rồi, được rồi. Xin mời ngồi, mời ngồi. Sau đó mọi người có thể xem băng ghi hình. Tôi cung kính trước mặt sư phụ, nói đây là quà tôi cúng dường ngài, một cuốn chữ mẫu. Không cần lễ bái, xá chào là được rồi. Một lại thôi, được rồi. Mời ngồi, mời ngồi. Đây là món quà con tặng người, trong đó còn có một bức thư ạ. À, Hiểu Hút, Đại Huệ lần đầu tiên à, ngồi bên này đi. Sư phụ nói anh ngồi đó. Sư phụ làm sao mà biết được? Trước đó thật sự là chỉ nhìn một cái từ xa. Nhưng khi ngài nói thì chúng tôi đều không biết. Cái này làm cho tôi động tâm. Để đến khi ngồi đó, bởi vì khách đến rất nhiều, tôi liền quan sát sư phụ. Ây da, khi đó máy quay vẫn chưa phải là rõ nét lắm, nhưng mà đại khái vẫn nhìn thấy. Hôm nay mọi người xem, đây là băng ghi hình của 10 năm trước. Đó là sư phụ ngài đã bước vào tuổi 80 rồi. Một người 80 tuổi ngồi trước mặt chúng tôi. Bạn xem làn da trắng hồng hào, vừa mới ăn cơm xong, trắng hồng hào, rất mỏng. Thật là giống như không cách nào dùng ngôn từ để hình dung. Cũng không có nếp nhăn, tinh thần vô cùng tốt. Đôi mắt đen láy, tròng mắt đen, chuyện trò vui vẻ. Nói thật sự, một người lớn tuổi như vậy, chúng ta không quan tâm xuất gia hay tại gia, ngồi ở trước mặt người bình thường đều ngây ra. Tại vì sao người ngây ra vậy? Tôi gặp phải một người lớn tuổi như thế nào vậy? Cao nhân nào vậy? Sao lại nói ngài ấy cao? Tinh thần không giống như người bình thường. Phải nói là siêu phàm thoát tục gì. Ngài ấy lại hòa ái dễ gần, nói chuyện rất vui vẻ với bạn. Lại nhìn vào khí sắc của ngài, da dẻ trên người giống như da em bé vậy. Tôi chưa từng gặp qua ai như vậy. Chúng tôi rất nhiều năm về sau có cơ hội tiếp xúc với sư phụ, ở bên cạnh quan sát sư phụ, luôn không có gì thay đổi. Chính điểm này mà tiết mục của chúng tôi gọi là đời người cần có vị thầy tốt. Chúng tôi liền có lãnh hội. Lãnh hội gì? Chúng tôi sẽ tìm thầy chứ. Lúc đầu tôi hoàn toàn bị nhiếp phục bởi những cảnh tượng này.
Phật giáo gọi là năng lực nhiếp người, lực nhiếp thọ. Bạn không phục không được. Tôi ở đài truyền hình, trên thì lãnh đạo quốc gia, dưới thì tội phạm tử hình. Hai người nào tôi cũng đều phỏng vấn qua, đều gặp mặt qua. Khắp trời Nam đất Bắc tôi chưa từng gặp qua người nào giống ngài. Đây là lời thật. Tôi không phải là mê tín. Người bình thường không thể nào khiến tôi tâm phục khẩu phục, bởi vì tôi gặp qua quá nhiều rồi. Đây là lời thật. Mọi người xem, ở trong băng ghi hình khi đó tôi mặc một bộ đồ trắng ngồi đối diện sư phụ. Mọi người xem, khi đó tôi vẫn là còn bộ dáng của một thanh niên xã hội, khoảng 30 tuổi. Nhưng đích thực là tướng mạo của sư phụ, lực chấn nhiếp, lực nhiếp thọ đó khiến tôi tâm phục, khẩu phục. Vậy thì vấn đề thứ hai xuất hiện rồi. Vấn đề gì vậy? Tại vì sao sư phụ ngài lại có tướng mạo tốt như vậy? Trên thế gian này rất hiếm gặp. Thế nên nói, đời người cần có vị thầy tốt. Bạn muốn tìm được một người thầy tốt thật sự thì trước tiên bạn phải bội phục người đó. Bội phục cái gì? Nói văn ông ấy viết rất cao, viết cao siêu cũng vô dụng. Bởi vì chúng ta nhìn thấy quá nhiều rồi, bao gồm cả những người không còn ở trên đời này. Bản thân họ nên làm sao sanh, làm sao tử, nên làm sao đau khổ, nên làm sao hồ đồ, cũng vậy thôi. Viết thì hay, như vậy cũng vô dụng. Sự việc như vậy bây giờ quá nhiều. Học văn hóa truyền thống bao gồm cả những vị nho gia thời hiện đại, bây giờ đã quá nhiều rồi. Quá nhiều thì chúng ta làm sao phân biệt được thầy tốt? Phải nhìn trước. Đây là lời khuyên mà chúng tôi đưa ra cho mọi người xem. Chúng tôi đi theo sư phụ bao nhiêu năm như vậy, đầu tiên chính là chúng tôi quan sát. Mở to hai mắt ra, chúng tôi quan sát nhìn xem. Thế nên nói mọi người không có cơ hội tự mình quan sát sư phụ thì có thể xem qua tivi. Bạn xem người như ngài trên thế gian này có mấy người chứ? Dù sao chúng tôi chỉ gặp được một vị như ngài. Bạn nói xem, trong đời này có gì hiếm lạ? Có gì hiếm lạ chứ? Bạn có thể tìm được một vị như vậy không? Đây chẳng qua là chúng ta nói tới tướng mạo, da dẻ, chỉ mới điểm này. Một người hơn 80 tuổi khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ ngài làm được. Phật pháp quá tốt, có thể mang lại sự khỏe mạnh cho con người. Bạn khỏe mạnh không? Khí sắc của bạn ra sao? Da dẻ bạn như thế nào? Máu huyết của bạn ra sao? Sư phụ ngài hình như đã đi kiểm tra sức khỏe ở Úc Châu. Bác sĩ khám cho ngài là người Ấn Độ, là một bác sĩ lớn tuổi. Chẩn đoán cho sư phụ khoảng 5 phút thì không khám nữa mà ngồi nói chuyện. Vì sao vậy? Nên máu huyết của ngài giống như máu huyết của người 30 tuổi vậy. Rất mát mẻ, trong sạch, tốt như vậy. Còn trẻ hơn là máu huyết của chúng tôi. Chúng tôi là hơn 40 tuổi. Máu huyết của một người hơn 80 tuổi là có được chất lượng như vậy. Ngày ấy làm sao mà có được như vậy? Làm sao mà được như vậy? Cái này khi đó cho tôi tín tâm rất lớn. Bởi vì tôi nhìn thấy rồi, sư phụ của tôi là như vậy. Tôi nhìn thấy rồi. Ngài ấy không viết trong sách, không giảng trong buổi học, hay là giảng trong phòng thu, không phải giảng thao thao bất tuyệt, nhưng khi ra khỏi cửa thì uống một đống thuốc. Không phải vậy. Cái này là tôi nhìn thấy. Ngài ấy tốt ở điểm nào? Nhìn thầy của bạn đi. Bởi vì chúng tôi nhiều năm làm ký giả, luôn lưu tâm quan sát người khác. Dụng tâm của chúng tôi đều là khá tỉ mỉ. Ngày hôm đó tôi nhớ là buổi chiều ăn cơm, tới tối khi đến được chỗ sư phụ là đã khoảng 8 giờ hơn rồi. Thực ra đều rất đói, chúng tôi đều chưa ăn cơm. Sư phụ hỏi chúng tôi, hỏi Hiểu Hút, nói là tôi có ăn chưa. Hiểu Hút nói tôi có ăn rồi, tụi con đều không đói. Thực tế là chúng tôi đều rất đói. Đây là một người nổi tiếng. Mời ngồi, mời ngồi. Đã ăn cơm chưa? Dạ ăn rồi. Đây đều là diễn viên nổi tiếng. Mọi người đến đây đi. Những năm sau này tôi đều có một lãnh hội. Sư phụ ngài đối với mọi người đều rất cung kính,
khiêm tốn, nhưng sẽ không cố hết sức để nói chuyện hết với tất cả mọi người. Nhưng ngày hôm đó là khác. Chúng tôi nói ăn rồi, kết quả là sư phụ nhìn chúng tôi nói: mọi người thật đã ăn rồi sao? Giống như Ngài biết chúng tôi rất đói vậy. Còn chưa ăn tối mà sư phụ còn nói một câu: ở đây có bánh bao rau nấm rất ngon, đợi một chút thầy dắt tụi con đi ăn. Bạn xem, nhất định phải bắt đi ăn. Sự từ bi của chư Phật Bồ Tát thể hiện ở đâu? Giống như cha mẹ đối với con cái vậy. Các bạn tới bái kiến, nhưng không thể để bạn đói bụng được. Giống như cha mẹ vậy, phải ăn cơm trước đã, Ngài ăn cùng các bạn. Bạn xem, nói rõ Ngài không những biết, chúng tôi chưa ăn, rất đói, mà còn từ bi như vậy, giống như cha mẹ đối với con cái vậy. Khi đó, tôi cứ ngây người ra ở đó, cảm thấy, thật sự là sao Ngài lại có thể biết được chứ? Sau đó, họ lấy bánh bao, trứng bánh bao, chúng tôi ở đó, vợ chồng hiếu, đồng thân phụ phụ lạc, chúng tôi cũng ở đó ăn, tôi ngồi giữa hai vợ chồng ấy, chúng tôi là bạn tốt, chúng tôi cùng nhau ăn. Bạn xem xem, 我是后来, mấy năm sau 过了几年, tôi mới tưởng tượng lên người được đó là chuyện gì. Nhưng mà trong lời nói, trong lời nói chuyện, trong cảm thấy có gì đặc biệt. Bạn xem, thế nên chúng tôi đối với sư phụ, là đối với những gì tới học tập đều vô cùng lưu tâm, tỉ mỉ. Bạn xem, chúng tôi đối với sư phụ, là đối với những gì tới học tập. Sư phụ giảng kinh thường nói, chư Phật Bồ Tát không dùng thần thông độ người. Trên kinh Phật nói, người người đều có năng lực này. Năng lực gì? Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm trí thông. Trong lòng bạn nghĩ điều gì đều biết. Túc mạng thông, đời quá khứ, đời vị lai đều biết. Thần tính thông, năm loại thần thông này lại thêm lòng tận thông. Phật nói với chúng ta, ai ai cũng đều có, chỉ cần bạn học theo thì tự nhiên sẽ khôi phục lại thôi. Nhưng mà chư Phật Bồ Tát dạy người không dùng những phương pháp này, không để bạn nhìn ra được. Các ngài cũng dùng. Bạn nói xem, thật sự là từ xa. Bạn nói xem, cuốn sách đặt ở đó như vậy, một người 80 tuổi vừa nhìn liền nói Mễ Nam Cung. Cái này tôi nghĩ không thông, nghĩ không được thông. Sư phụ nói đừng nghĩ nữa, nghĩ ngợi lung tung làm gì. Cho nên chúng tôi cũng không dám nói cái này là thần thông. Nhưng mà đích thực, Thích Ca Mâu Ni Phật trên kinh giáo có nói tới sự thù thắng của Phật Pháp. Chúng tôi hình như cũng có chút gì đó cảm nhận. Tôi không dám nói phải, mà cũng không dám nói không phải. Thế nên chia sẻ với mọi người, chúng ta không nên chấp trước những thứ này. Tổng kết lại một câu, chúng ta phải tìm thầy. Người thầy này trước tiên phải chứng đắc tính giải hành chứng sư phụ ngài đạt được rồi. Ngài dạy bạn khiêm tốn, ngài có khiêm tốn hay không? Ngài dạy bạn nhẫn nhục, ngài có nhẫn nhục không? Ngài dạy bạn xá mình vì người, ngài có xá mình vì người không? Từ chỗ này mà lựa chọn, mà phân biệt ai sẽ làm thầy của bạn. Đời người nếu chọn nhầm thầy giáo rồi thì phiền phức rất lớn. Từ xưa tới nay tà sư thuyết pháp quá nhiều rồi. Đến thời mạt pháp Phật nói nhiều như cát sông Hằng vậy, nhiều như cát vậy đó. Chúng ta thật sự phải cảnh giác cao độ, tỉ mỉ mà quan sát. Người thầy mà mình công nhận rốt cuộc có đức hạnh hay không? Vì đó bản thân có chứng đắc hay không? Có đạt được hay chưa? Bạn thật sự gặp được người thầy đã chứng đắc, đã đạt được rồi, xin chúc mừng bạn, bạn có đại phước báo rồi. Ngược lại, nếu như thầy của bạn chọn, bạn theo thầy đó học Phật,
thầy đó nói với bạn, ta đã chứng đắc, ta có thần thông, bạn tốt nhất nên rời xa người đó. Sư phụ khi giảng kinh thường nói, Ma dương ngoại đạo cũng có thể dùng thần thông để giao lưu với con người, làm thầy của con người. Phật không dùng những thứ này, biết cũng không nói. Những đại đức từ xưa đến nay cũng đều là như vậy. Bạn lãnh hội được sẽ tăng trưởng tín tâm của mình, nhưng mà không có bất kỳ chứng cứ nào, tự mình lại suy nghĩ lung tung, suy đoán bậy bạ. Cho nên nói, chúng ta phải từ từ dụng tâm để lãnh hội sự từ bi của chư Phật Bồ Tát. Người bây giờ rất khó độ. Dùng thần thông thì họ chấp ma, không dùng thần thông thì họ không tin. Anh có gì tài giỏi chứ? Cho nên bạn xem da dẻ của Ngài, màu sắc da dẻ thật sự là rất mịn màng. Máu huyết thì giống như máu huyết của người 30 tuổi vậy, mát mẻ, trong sạch. Bạn nói xem đó có phải là thần thông hay không? Chúng ta hiểu ra một điều, bạn làm được thì người ta nói bạn là thần tiên. Có phải thần thông không? Không phải, người người đều có sẵn mà. Không phải thần, thế nên nói người người đều muốn khỏe mạnh, đều muốn cha mẹ có thể khỏe mạnh như vậy. Chúng ta phải làm sao mới được như vậy? Thế nên Ngài có thể làm thầy của bạn, Ngài đạt được rồi. Chúng tôi theo Ngài học, học tới bây giờ cũng đã 10 năm rồi. Cho nên họ nhìn thấy tôi thì nói, tôi không còn giống với tôi khi còn làm ở đài truyền hình nữa. Từ lời tôi nói cho đến cử chỉ của tôi, cho đến quan niệm, cách nghĩ đều hoàn toàn không giống như trước nữa. Tôi nói tôi học tập còn rất kém, đến bề ngoài còn chưa học xong, tôi còn phải tiếp tục nỗ lực. Những năm còn lại của cuộc đời tôi phải đi theo sư phụ. Tôi cũng hy vọng có thể khỏe mạnh giống như vậy. Đây là cách nghĩ chân thật của tôi. Học Phật thì bạn phải đạt được, bạn thao thao bất tuyệt giảng bài, bạn tham gia pháp hội cũng tốt, cuối cùng nhìn bạn xanh xao ốm yếu. Phải chết thế nào thì chết như thế đó, phải bệnh thế nào thì bệnh như thế đó. Vậy thì bạn học theo Ngài làm chi? Những gì của thầy mình làm không được, vậy thì không phải là học sinh tốt rồi. Cho nên chúng ta thật sự tìm được một người thầy tốt thì tuyệt đối không thể thối tâm. Chúng tôi gặp được sư phụ rồi, thế nên chúng tôi miệng thì thường nói thật đó, không phải là lời khách sáo, lời định bợ. Thật sự là luôn nghĩ tới cảm ơn sư phụ. Tôi nếu như không gặp được sư phụ thì tôi có thể có sự thay đổi này hay sao? Tôi có thể có được chỗ tốt hay sao? Thế nên tiết mục này chúng tôi hy vọng mọi người thường xem. Chân thật, đời người cần có vị thầy tốt. Tập tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người. Các vị đang xem tiết mục Đời người cần có vị thầy tốt, tập 3, Bất lộ thanh sắc độ bình nhân. Các vị khán giả, xin chào mọi người. Hoan nghênh mọi người tiếp tục xem tiết mục Đời người cần có vị thầy tốt. Tiết mục trước, chúng tôi đã chia sẻ với mọi người về đức tướng, pháp tướng của sư phụ Ngài, vừa trang nghiêm, vừa rất đẹp. Người lớn tuổi nào cũng muốn sống tới 80. Sống tới 80 có thể được như sư phụ không? Đều nói văn hóa truyền thống Nho Thích Đạo nói học Phật tốt. Tốt thì bạn cho chúng tôi xem đi. Sư phụ đã cho chúng ta thấy rồi, thật tốt. Bạn xem từ lần gặp mặt đầu tiên ở Hàng Châu cho tới về sau, đến bây giờ là 10 năm rồi. Sư phụ khiến tôi cảm giác mỗi một năm càng tốt hơn. Tại vì sao lại nói như vậy? Không phải mỗi một năm càng lớn tuổi hơn sao?
mỗi một năm càng lớn tuổi hơn, nhưng mà tinh thần khí sắc tướng mạo không thay đổi. Con người càng lớn tuổi thì tướng mạo càng suy, nhưng Ngài không thay đổi. Vì không phải càng ngày càng tốt thì là gì? Tuổi tác của Ngài càng lớn, không thay đổi. Đó là thật. Hơn nữa chúng ta lãnh hội được, trong những tình huống khác nhau thì sư phụ có những năng lực khác nhau. Còn khi nói chuyện với chúng tôi thật sự là thần thái đó, thanh âm của một người lớn tuổi, có khi đang giảng kinh mà nói ngày hơn 100 tuổi, cũng có người tin. Lại có khi bạn xem người ta tới chúc Tết Ngài, ống tay áo của Ngài vừa chuyển một cái là bước đi nhanh nhẹn, làm cho mấy người trẻ tuổi phía sau không theo kịp, giống như 30-40 tuổi vậy, giống người trung niên vậy. Bạn làm sao giải thích đây? Chúng tôi nhớ tới năm câu Phật Pháp mà Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư Ngài đã nói, khái quát lại trong năm câu. Nào ngờ tự tánh vốn dĩ đầy đủ. Nào ngờ tự tánh, nói một cách khác là năng lực. Phật tánh của một người chỉ cần hồi phục rồi thì cái gì cũng đầy đủ, gọi là bổn tự cụ túc. Đầy đủ 80 tuổi, 120 tuổi, 130 tuổi đầy đủ, 30 tuổi, 40 tuổi cũng đầy đủ. Vậy bây giờ bạn 70 tuổi, bạn 60 tuổi, khi 30-40 tuổi năng lực có đầy đủ không? Không có. Thế nên chúng tôi có khi phải ở bên cạnh quan sát Ngài. Máu huyết bác sĩ đó nó kiểm tra rồi, nó máu huyết của người hơn 80 tuổi mà giống như người 30 tuổi vậy. Bạn làm sao giải thích đây? Bổn tự cụ túc. Hơn nữa sư phụ nói với chúng ta, theo sự tăng trưởng của tu hành thì còn có thể càng ngày càng hạ thấp xuống. Bạn nói 30 tuổi, 20 tuổi cũng có thể hạ xuống. Thế nên trong cửa Phật, sư phụ nói có một công phu gọi là hạnh hài nhi. Bồ Tát dùng cái này làm công khóa. Đứa bé khi mới ra đời là khỏe mạnh nhất, con người có trạng thái khỏe mạnh nhất khi còn là một đứa trẻ mới sinh, có thể duy trì tới 100 tuổi, 120 tuổi. Nói không được, chúng ta đem kinh Phật này đọc một lần, đọc một lần làm không được. Nó là nó, tôi là tôi, không phải là vô ích sao? Đời người cần có vị thầy tốt. Tập trước đã nói thẳng với mọi người rồi, tiêu chuẩn tìm người thầy tốt, bạn xem thử người đó có thể làm được hay không. Trên kinh điển có ghi, trong Tứ Thư Ngũ Kinh có ghi, trên kinh Phật có ghi, dạy người làm sao. Thí dụ bạn xem Bồ Tát Lục Độ, bố thí đầu tiên thầy của bạn đã bố thí chưa? Nhẫn nhục. Thầy bạn nhẫn nhục chưa? Tinh tấn. Thầy của bạn tinh tấn chưa? Bát Nhã. Thầy bạn đã có trí huệ chưa? Đây là một tiêu chuẩn rất quan trọng. Nho gia cũng vậy, họ dạy đệ tử quy, những gì dạy trong đệ tử quy họ làm được chưa? Câu đầu tiên, phụ mẫu hô ứng vật hoảng. Chúng tôi trong lúc dạy học thường báo cáo với mọi người, cái gì gọi là ứng vật hoảng, cái gì gọi là phụ mẫu hô. Chữ ứng này nghĩa là gì? Hồi ứng là lục căn. Cái này quá cao rồi. Lục căn, nhãn nhĩ, tỷ thiệt, thân ý đều có thể đáp lại sự kêu gọi của cha mẹ. Đó gọi là phụ mẫu hô ứng vật hoảng. Ai có thể làm được? Không những có thể giảng, lục căn họ có thể đạt tới trình độ này. Sư phụ thường nói, có thể nói, có thể làm là pháp bảo trị quốc. Họ làm được rồi, họ đạt được rồi. Do gia nói, phải học rộng, phải học hỏi tỉ mỉ, phải suy nghĩ cẩn thận, phải phân biệt rõ ràng. Đây đều là ở phía trước. Vì để cầu học, cái sau cùng là chân thật, phải thật làm. Cái này không có thì mấy cái phía trước chỉ học uổng công. Tìm thầy thì phải nhìn vào mấy điểm như vậy. Nếu họ còn tham tài, tham sắc, tham danh, tham lợi, ngũ dục lục trần, không có cái nào thiếu, tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, bạn không nên nhận người đó làm thầy. Phải nhanh chóng thay người khác, không được kết oán, tìm nơi tốt hơn. Như vậy rất tốt, là hành động sáng suốt. Không thể để tà sư ảnh hưởng mọi người, vậy thì tội đó vô cùng nặng.
chúng ta gặp được minh sư, chánh pháp, chúng ta tại vì sao phải học theo? Vì có người sẽ nói, tôi không muốn học Phật, tôi không có hứng thú. Vậy thì bạn đối với khỏe mạnh có hứng thú hay không? Thật vậy, bạn có hứng với sự khỏe mạnh không? Ai mà không hứng thú chứ? Thế nên có người đối với niệm A-di-đà Phật, họ không hiểu Phật là gì. Sư phụ giảng kinh nói với chúng ta, Phật nói quy y Phật nhị túc tôn. Cái gì là nhị túc? Thứ nhất là phước báo, thứ hai là trí huệ. Túc tức là đầy đủ viên mãn. Học theo Phật, phước báo và trí huệ có thể khiến cho bạn được viên mãn. Cái đó gọi là thực sự quy y. Bạn chưa viên mãn chính là quy y chưa đủ. Phật làm được rồi, thánh nhân thế gian làm được rồi. Thế nên chúng ta tam quy y, cầm lấy giấy chứng nhận quy y không phải là giả sao? Bản thân vẫn còn tham sân si mạng nghi, tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, đó là giả, không có chút tác dụng gì. Cho nên nói chúng ta thường theo Phật học. Cách học như thế nào vậy? Nhất định phải biết, phải thật làm. Thầy là phải dạy như vậy. Cho nên chúng ta hiện tại khuyên người học Phật, chúng ta không biết khuyên. Phật là gì? Phước báo, trí huệ, viên mãn. Bạn có muốn không? Muốn, vì thật ra đó là học Phật. Mục đích của học Phật chính là vì cái này. Vì có được hạnh phúc, bình an, mỹ mãn, trí huệ, không ngu si, không hồ đồ, không làm chuyện khờ dại. Cái này ai mà không muốn chứ? Ai mà không thích chứ? Thế nên đời người cần có vị thầy tốt. Thế thì chúng ta theo thầy tốt có thể đạt được điều gì? Phước báo viên mãn, trí huệ viên mãn. Vậy bạn nói xem, vẫn chưa đạt được, vậy vẫn phải học, theo thầy mà học. Tóm lại là phát triển từng chút một. Thầy đi ở phía trước, chúng ta theo ở phía sau, nhìn thấy rất rõ ràng. Thế nên con người không được rời xa người thầy tốt của mình. Chúng tôi phải đem những hình ảnh của sư phụ phát cho mọi người. Mọi người chúng ta sẽ có tín tâm. Nói đi thì phải nói lại, tháng 4 năm 2006, lần đầu tiên chúng tôi gặp được sư phụ. Mọi người vui vẻ đoàn tụ, người rất đông. Tôi được vợ chồng Hiểu Húc đưa tới. Chúng tôi là bạn tốt của nhau. Hiểu Húc, chúng tôi vô cùng hoài niệm cô ấy. Cô ấy là một người rất tốt. Vợ chồng cô ấy đều là nhà từ thiện, là người rất tốt. Nói thật là vô cùng kiên thành, vô cùng hiếm thấy. Mà điều không may mắn là gì? Khi đó, sau đó chúng tôi mới biết được, khi đó Hiểu Húc đã bị ung thư ngực. Cô ấy không nói cho chúng tôi biết, ai cũng không biết. Đi kiểm tra sức khỏe, chúng tôi không biết. Đi theo cô ấy, thấy cô ấy rất vui vẻ. Khi đó khám sức khỏe đã có kết quả rồi. Sau đó sẽ mang ghi hình ngày đó, chúng tôi mới hiểu ra một chuyện. Hiểu ra điều gì? Sư phụ nhân cơ hội đó mà nói với Hiểu Húc, ung thư không đáng sợ, tốt nhất là không nên quá trị. Mượn lời của người khác, nói cái gì mà người nào đó rất giác ngộ, họ không dùng thuốc tây gì, không cần hóa trị, họ tính tâm kiên định. Nghe bị bệnh ung thư thì rất nhiều người bị dọa sợ, thực ra không hề đáng sợ như vậy. Chúng tôi khi đó nghe như vậy, ngồi ở một bên cũng không hiểu là ý gì. Vì sư phụ tại vì sao lại khuyên cô ấy mấy lần như vậy? Tôi nhớ khi đó Hiểu Húc còn nói một câu, chỉ cần tính tâm kiên định thì có thể trị khỏi. Thật ra cô ấy đã ngầm hiểu trong lòng rồi, biết sư phụ đang cứu cô ấy. Chúng tôi không biết, chúng tôi đều không biết bệnh tình của cô ấy. Anh ấy nói ung thư không phải không có nhân quả, con tự mình nghĩ xem. Có một số đồ ăn con ăn, bệnh từ miệng mà vào. Con đã ăn là những thứ không lành mạnh. Còn có gì nữa? Ăn uống thì nhất định không nên ăn những đồ chế biến hay hóa học. Mấy đồ ăn đó rất dễ bị bệnh. Khi đó bác sĩ đã hóa trị cho anh ấy.
được 3 ngày vô cùng đau khổ. Anh ấy thương lượng với bác sĩ xem có thể quản lại. Bác sĩ không đồng ý. Không đồng ý thì anh ấy liền bỏ đi. Tôi không chữa nữa, dù sao chữa cũng chết, không chữa cũng chết. Tôi không muốn chết bởi những bệnh phát ra do tác dụng phụ của mớ thuốc này. Không muốn chết ở trong đó. Anh ấy nói 2 lần phản kháng đó, kết quả là lại cứu sống bản thân. 2 lần phản kháng trị liệu đã cứu sống được bản thân mình. Chỉ cần tin tưởng chân thật làm theo, nhất định sẽ tốt thôi. Vô cùng có quan hệ. Bây giờ cái này cảm ứng giống như trong Địa Tạng Kinh vô cùng nhiều. Sư phụ nói con nghe, bất kỳ kinh điển nào cũng vậy, đó đều là tập trung tâm ý vào một chỗ thì không có việc gì là không thành tựu. Trong kinh Di Giáo đều là đạo lý này, chí thành cảm thông. Thế nên nói tế bào của chúng ta xảy ra là trạng thái thay đổi. Thứ nhất là do sự mệt mỏi của con, thứ hai là áp lực của con, thứ ba là ăn uống không lành mạnh, khiến cho toàn bộ tế bào của con sinh ra tác dụng phụ. Nó chịu đựng không nổi, nó liền biến hóa, sau đó thì biến thành bệnh. Vậy thì con phải hiểu đạo lý này, đem cơ thể thả lỏng, ăn uống phải chú ý lại, thì rất nhanh sẽ hồi phục lại cơ thể. Chính là đạo lý này. Bởi vì tế bào đang thay cũ đổi mới à. Đúng vậy, là thay cũ đổi mới. Có người họ cảm thấy bản thân đang bị ung thư, nhưng thực ra ngày mai không nhất định vẫn còn ung thư, nhưng họ lại luôn có suy nghĩ đó. Suy nghĩ đó là thật tệ. Suy nghĩ đó của họ sẽ nuôi dưỡng ung thư. Ung thư không loại bỏ được. Suy nghĩ đó của con vừa chuyển, chuyển qua niệm Phật, chuyển qua suy nghĩ niệm kinh, niệm Phật là tốt nhất. Thế nên sư phụ dẫn chứng thí nghiệm nước của giáo sư Giang Bổn Thắng cùng một đạo lý, có thể biến thành tốt. Đúng vậy, suy nghĩ thiện với chúng thì chúng sẽ biến thành tốt, suy nghĩ ác với chúng thì chúng biến thành xấu. Phật pháp của chúng ta giảng buông xả, chính là phải buông xả. Cái gì cũng phải buông xả, không nên chấp trước. Thân thể liền hồi phục tự nhiên, hồi phục tự nhiên liền khỏe mạnh, tuyệt đối sẽ không sanh bệnh. Bệnh nhất định là có nguyên nhân, chính là bản thân con quyết định bản thân con làm sai, có lỗi với tế bào của chính mình rồi. Vậy mọi người sẽ hỏi sư phụ, tại vì sao lại làm chứ vậy? Không lộ thanh sắc. Đây chính là chỗ từ bi mà Phật Bồ Tát cứu người, độ người. Vì sao vậy? Bạn xem, khi đó bệnh tình của Hiểu Húc không ai biết, cũng không muốn để cho mọi người lo lắng, cũng không muốn mọi người hiểu lầm. Thế nên nói bạn không thể đem chuyện này làm cho rõ ràng được. Cô ấy không nói, sư phụ cũng không nói, nhưng mà trong lời có lời vẫn muốn cứu cô ấy. Nhân cơ hội này cứu cô ấy, giúp cô ấy, chính là ý này. Nếu như sau này chúng ta, bạn xem chúng tôi đã học được rồi, sau này gặp người như vậy, họ bị bệnh, họ không nói với ai cả, bạn cũng không thể nói với họ anh bị bệnh rồi, anh thế này thế kia, bạn không thể như thế. Phật pháp không phá hoại thế gian pháp. Nơi Phật Bồ Tát đến đều khiến hết thảy chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Không những có trí huệ như vậy, mà còn có năng lực như vậy, có thể làm được. Đã trải qua bao nhiêu năm, nếu chúng tôi không xem lại băng ghi hình thì chúng tôi cũng không hiểu. Hiện tại chúng tôi đã hiểu rồi. Khi đó bởi vì khách đến quá nhiều, cơ hội sư phụ nói chuyện với Hiểu Húc rất ít, có được cơ hội liền nói cái này. Chúng tôi từ Bắc Kinh tới Hàng Châu, sư phụ dụng tâm lương khổ, cũng không thể nói thẳng ra, nhưng vẫn phải giúp cô ấy. Bạn xem, bạn có thể không cảm khái, không tán thán hay sao? Thế gian này lại có người thầy tốt như vậy sao? Ai có thể làm được chứ? Nếu không thì nhìn không ra. Nếu không nhìn ra rồi thì làm cho mọi người chia tay không vui vẻ gì. Không có. Thế nên nói, sự diệu dụng ở trong đó, sự từ bi ở trong đó, tấm lòng từ bi đó hôm nay chúng tôi mới nói ra. Thật sự làm người cảm động. Đây không phải là thầy tốt thì là gì? Đây đều là minh chứng khiến cho chúng ta tăng trưởng tín tâm. Chứng cứ rõ ràng bày ra trước mặt, chúng ta sau khi xem xong thì phải học, phải biết được cửa ngõ ở trong đó. Sau đó xem băng ghi hình, ồ, hình như có chút cảm giác.
sư phụ vẫn luôn giúp cô ấy. Bởi vì Hiểu Húc là bạn tốt của chúng tôi, cô ấy không hề giấu giếm chúng tôi. Cô ấy nói trước đây khi chưa học Phật đã giết rất nhiều rắn. Không phải là cô ấy giết mà đi nhà hàng ăn cơm. Cô ấy là tổng giám đốc công ty, cô ấy mời khách đi ăn, ăn thịt rắn, uống báo rắn. Cô ấy tạo tội quá nặng rồi. Lại nữa là bán rượu, trên TV bán rượu, bán được 10 năm. Cái này rất nghiêm trọng. Phước báo và thọ mạng của cô ấy tổn rất lớn. Thế nên khi đó chúng tôi rất nhiều người đều giúp cô ấy. Tôi viết 3 bức thư cho cô ấy. Hiểu Húc, người tốt, nhà từ thiện. Cho nên khi đó ở hiện trường có quay lại phim, mọi người có thể xem. Thật sự sư phụ đang khuyên cô ấy không nên dùng mấy phương pháp hóa trị hay thuốc tây, hoàn toàn phải có tín tâm. Thọ mạng con người kết thúc rồi thì cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, buông bỏ ngũ dục lục trần của thế gian. Thọ mạng chưa hết thì phải phát đại nguyện, trải qua kiếp nạn này có thể kéo dài thọ mạng của bạn. Tuyệt đối không phải mê tín. Thế nên con phải hiểu được kết cấu của cơ thể con người. Con biết được nguyên nhân bệnh này là cái gì, vì sao lại bị bệnh. Nguyên nhân quan trọng nhất là tức giận, trong lòng không cởi mở, không thoải mái, không thể đối với người, đối với việc có vướng mắc. Vậy thì con thảm rồi. Vậy đó chính là nguyên nhân căn bản bệnh tật của con. Sư phụ, nghe nói đọc Địa Tạng Kinh, con và Hách Đồng đã đọc lâu lắm rồi. Sau đó một thời gian trước, tối nào cũng nằm mộng, mộng gặp những quan thân trái chủ tới hóa giải với con. Đó là thật sao? Là thật. Có rất nhiều quán thân trái chủ là rắn, rắn rất nhiều. Thế nên chính vào lần đó, tôi nhớ lúc đó ở trên xe, Hiểu Húc ngồi ở phía sau, tôi ngồi ở ghế cạnh tài xế. Cô ấy nói với tôi, cô ấy và Hách Đồng cùng nói với tôi. Hiểu Húc nói tôi không biết. Năm ngoái sư phụ còn gọi điện thoại từ Singapore tới khuyên cô ấy buông xuống. Cô ấy nói cô ấy khóc trong điện thoại. Tôi hỏi cô ấy khóc cái gì. Cô ấy nói nếu không kiếm tiền thì làm sao nuôi sống gia đình. Cô ấy buông không nổi. Khi đó sư phụ muốn cô ấy không làm kinh doanh rượu nữa. Trong lòng Hiểu Húc cảm kích sư phụ, nhưng mà cô ấy thực sự muốn buông xuống thì cần có một quá trình. Khi đó cô ấy không thể buông xuống, thế nên bệnh này càng ngày càng nghiêm trọng. Đây đều là những gì chúng tôi tự mình trải qua. Đó là một năm trước khi cô ấy sanh bệnh, tức là một năm trước khi chẩn đoán bị ung thư. Sư phụ đã nhắc nhở cô ấy, đã sớm nói cô ấy phải buông xuống, không nên bán rượu nữa. Vậy thì chúng tôi tin là nếu như khi đó thật sự nghe lời sư phụ, vậy thì bệnh tình của cô ấy nhất định sẽ giảm nhẹ đi. Hơn nữa có khả năng có thể độ qua kiếp nạn này. Thế nên sau đó chúng tôi nghĩ tới điều vô cùng đáng tiếc. Do đó mà chúng tôi cũng biết trên con đường học Phật muốn buông xuống khó khăn biết chừng nào. Cũng may là trong lòng Hiểu Húc luôn vô cùng cảm ơn sư phụ. Cô ấy biết sư phụ vẫn luôn giúp cô ấy, đang cứu cô ấy. Sau đó thì hết nhóm này tới nhóm khác vào phòng khách. Sư phụ gặp mọi người. Khi đó ở Hàng Châu, Thiết Anh và rất nhiều người đều biết nguyên bí thư tỉnh Triết Giang, gọi là Thiết Lão. Mọi người tôn trọng gọi là Thiết Lão. Thiết Lão tới thăm sư phụ, cũng cùng ăn cơm. Sân Tây Tiểu Diện, trong cái sân nhỏ, chủ yếu nói tới đi theo hơn 40 người bị ung thư. Bác sĩ đã từ chối trị liệu. Kết quả là họ nói họ cũng biết bản thân không được nữa rồi, liền niệm kinh niệm Phật. Kết quả là sức khỏe hồi phục, hết bệnh rồi. Thật sự sao? Thật sự đều khỏi rồi. Thật sự đều khỏi rồi. Thế nên họ đem chuyện đó nói với tôi. Tôi dùng một thời gian 1 giờ đồng hồ để giải thích tại vì sao lại có hiệu quả như vậy.
Đạo lý này phải giảng cho rõ ràng. Đạo lý không giảng rõ ràng thì con người sẽ nói con mê tín. Cái này cũng có ý giống như năng lực đặc biệt vậy. Lực ý chí tinh thần của họ tập trung, thế nên người có năng lực đặc biệt có thể có. Năng lực đó mỗi người đều có, chỉ là năng lực của chúng ta bị tản ra, không thể tập trung. Họ rất nhanh liền có thể tập trung được. Tập trung thì sản sinh ra hiệu quả này. Thế nên tế bào ung thư của họ, họ có thể đem năng lực tinh thần tập trung, dùng ý niệm thiện nhất, thì tế bào đó liền hồi phục lại bình thường thôi. Chính là chữa như vậy đó. Đó mới thật sự là đạo khỏe mạnh. Thế nên tôi đem đó giải thích ra rồi. Không giảng giải rõ thì người ta sẽ nói mê tín, vậy thì không được. Không giảng rõ đạo lý thì không được. Đây rất là hiếm có. 40 người hôm nay khi tôi tới có mang theo đĩa, có thể lấy về xem thử. Bị ung thư, người hơn 30 tuổi, bác sĩ tuyên bố anh ấy chỉ còn sống 3 tháng nữa thôi. Kết quả là anh ấy từ bỏ trị liệu, hoàn toàn làm như vậy. Bây giờ anh ấy còn sống, bây giờ đã hơn 60 tuổi rồi, sống thêm hơn 30 năm. Anh ấy làm sao mà khỏi bệnh vậy? Hoàn toàn từ bỏ uống thuốc, từ bỏ chữa trị, lại thêm tâm thanh tịnh. Về ăn uống thì rất xem trọng. Anh ấy cũng ăn chay mười mấy năm rồi. Nhất định là có chỗ tốt cho sức khỏe. Vừa đi, tôi vừa đi vào sân Tây Tiểu Viện đã tới rồi. Đó là trị bệnh cứu người trừ họa, chuyên trị những bệnh này. Khi đó Thiết lão thân thể không được khỏe lắm, sư phụ nói cầm lấy đi, tặng cho Thiết lão này. Cái này tốt với ông đó. Sư phụ cầm được chiếc đĩa này vô cùng hoan hỷ. Khi nãy không có đưa cho ông ấy cầm về. Con xem. Đúng rồi, đúng rồi. Thầy cư sĩ, con xem. Cái này nhất định phải tặng cho Thiết lão một bộ. Là cái đĩa này ạ? Đúng vậy, đĩa này nhất định có giúp đỡ đối với sức khỏe của ông ấy. Ông ấy bây giờ không còn ăn thịt nhiều, đã bị ảnh hưởng rồi, thật là tốt quá. Đúng vậy, rất tốt, thật tốt, vô cùng tốt. Ở đây còn có đĩa đóng hộp nữa. Ồ, vậy thì tặng cái này cho ông ấy đi, cái này đẹp. Sư phụ ơi, khu quân sự Nam Kinh có một viên quan tư lệnh, lần này con cũng tặng cho ông ấy. Toàn bộ đều ở trong đó sao? Không có, cái này còn phải thêm cái này nữa. Còn thêm cái này nữa à? Trên đó có chữ viết của sư phụ. Tốt, tốt. Vậy thêm cái này nữa. Đem cái này tặng cho Thiết lão ạ. Tặng cho Thiết lão. Cái này giúp cho ông ấy rất lớn. Mọi người mời ngồi, mời ngồi. Sư phụ ngồi trước đi, chỗ của thầy ở kia kìa. Được rồi, tôi ngồi đây. Qua phía này, nói chuyện cho nó dễ. Có một số người họ ngại nói tới bệnh tình. Sư phụ cũng tặng đĩa đó thì có thể cứu họ. Thế nên Phật Bồ Tát ở thế gian này độ người đều không lộ thân phận, không lộ thần thông. Trong lúc nói cười cười, trên bàn ăn cơm nói chuyện thì đã làm xong Phật sự rồi. Thế nên chúng ta cảm thấy sư phụ ngài học Phật Bồ Tát học đến xuất thần nhập hóa, từ từ mà lãnh hội. Chúng ta theo bên cạnh người thầy tốt rồi, từ từ mà lãnh hội. Bạn không lãnh hội, lơ là sơ suất thì bạn không học được gì. Đây là chúng tôi đã trải qua bao nhiêu năm, lại đem băng ghi hình lấy ra, nhìn thấy cảnh tượng năm đó, chúng tôi hiểu rồi. Hóa ra trong đó những người phàm phu như chúng tôi ở đó nói cười cười, lại lơ là sơ suất, làm sao mà biết? Sư phụ của chúng tôi đã đang độ người bất động thanh sắc. Điều này cho thấy gì?
cho thấy tâm thanh tịnh của sư phụ. Bạn xem tôi, nói cái gì mà cười nói vui vẻ, túi quần bị mở ra mà không biết, cơm dính đầy miệng, bộ dạng làm trò cười mà không hay biết. Bạn nói xem tâm của chúng tôi không linh mẫn đến mức độ nào chứ? Thất tình ngũ dục vừa tới thì hồ đồ ngay lập tức. Chúng ta xem sư phụ cũng cười cười nói với chúng tôi, cũng ăn uống với chúng tôi, cũng cùng với chúng tôi hòa thuận vui vẻ, tâm không động, Phật sự vẫn làm. Chúng tôi thì ở đó ngây ngốc ra nghe không hiểu, cũng không biết là chuyện gì. Đến cuối năm đó chúng tôi mới biết Hiểu Húc bị ung thư. Chúng tôi đều giúp cô. Tôi viết 3 bức thư khuyên cô. Hiểu Húc là một người tốt, một nhà từ thiện hiếm có. Nếu như cô ấy vẫn còn, tôi tin là công đức của cô ấy bất khả tư nghị. Bởi vì lực ảnh hưởng của cô quá lớn. Nhưng mà cô cũng thẳng thắn cởi mở với tôi. Khi đó ở trên xe cô nói, Đại Huệ à, anh không biết chứ, em ở đó khóc lóc, sư phụ khuyên em. Sau đó thì sao? Cô ấy nói sau đó sư phụ không khuyên cô ấy nữa, sợ là em khóc quá đau lòng. Anh nói xem, em không kiếm tiền thì làm sao sống tiếp đây? Cho nên nói, tình cảm của cô ấy đối với sư phụ rất sâu đậm, không phải như sau đó một số người hiểu lầm. Thế nên nói lần đó chúng tôi lần đầu tiên bái kiến sư phụ, ấn tượng đối với tôi quá sâu sắc. Khi đó chúng tôi có thứ nhìn thấy được, có thứ thì qua rất nhiều năm chúng tôi mới lãnh hội được như vậy. Nhưng mà sư phụ không nói, chỉ là ở đó trò chuyện bình thường như vậy. Sau khi nói xong với bạn những gì quan trọng, những cái khác thì để bạn từ từ ngộ ra. Đó mới là người thầy tốt. Người thầy tốt ứng đối với người xung quanh. Chung sống ôn hòa với mọi người, không một chút đặc biệt gì, không có tỏ vẻ cống cao, ngã mạn, tôi giỏi giang thế nào, không hề, giống như một người ông vậy. Đặc biệt là khi sư phụ đội mũ lên, lông mày đều là màu trắng, bạn thật sự nhìn thấy sư phụ không mặc áo tăng, chỉ mặc bộ đồ bình thường, nhìn giống y hệt một người ông. Từ trong đó mà chúng ta học được điều gì? Ở thời buổi này hoằng pháp phải học theo sư phụ. Học cái gì? Sư phụ thường giảng phải bổn thổ hóa, phải hiện đại hóa. Cái gì gọi là bổn thổ hóa? Phổ biến đại chúng, mọi người xung quanh đều hoan hỷ, đều tiếp nhận. Bạn mặc một bộ tăng bào, ngồi ở một số trường hợp thì không thích hợp. Bạn mặc một bộ quần áo như vậy thì lại thân thiện dễ gần. Thậm chí có người muốn ôm sư phụ chụp hình, sao mà giống ông của tôi như vậy? Thân thiết biết bao. Độ người phải dùng phương pháp này. Hiện đại hóa thì dùng truyền thông, dùng đĩa để giảng kinh dạy học. Cho nên khi đó sư phụ khuyên Hiểu Húc ấn tống nhiều mấy đĩa giảng này. Liễu Phạm Tứ Huấn, Hiểu Húc còn đem pháp bảo đã làm xong cho sư phụ xem. Sư phụ rất tán thán, nghĩ hết mọi cách để giúp họ tu phước báo, giảm nhẹ sự đau khổ của bệnh tật. Cái này chúng tôi đều không biết nghĩa là gì. Sư phụ biết, biết cô ấy bệnh nặng, vậy phải làm sao? Lợi dụng tất cả cơ hội giúp cô ấy tu phước báo. Thế đến tháng 6, tháng 7 năm đó, quay đĩa Hài Hòa Cứu Giảng Nguy Cơ. Tiết mục này có rất nhiều người đều biết. Quay vào tầm tháng 6, tháng 7 năm 2006. Cơ hội đó cho ai? Sư phụ đem cơ hội đó cho Hiểu Húc. Hiểu Húc nói cô ấy muốn bỏ tiền ra làm. Sư phụ nói được, con làm là tốt, giúp cô ấy tu đại phước báo. Thế nên sau đó sư phụ nói với chúng tôi, Hiểu Húc sau khi qua đời được thăng thiên lên cõi trời đại phước báo. Ở đâu mà được như vậy? Đã đem tiền làm pháp bảo, chính là cơ hội này. Sau đó tiết mục được quay tại nhà cô ấy.
Sau này có cơ hội chúng tôi nói cho mọi người, trong đó có nhân duyên thật sự bất khả tư nghị. Cho nên tổng kết lại một câu, chư Phật Bồ Tát ở nhân gian độ người cứu thế không một chút dấu vết nào. Chúng ta cái gì cũng không biết. Thuyền nhẹ đâu ngờ đã vượt muôn trùng núi non, đến đây rồi vẫn còn không biết nữa. Người thầy tốt ở đâu, cao minh ở đâu, chúng ta có thể lãnh hội được, bởi vì chúng ta là đương sự. Thế nên nói, chúng ta có cơ duyên như vậy, gặp được thánh nhân, thánh sư như vậy, chúng ta không thể để lỡ cơ hội này. Tập tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với mọi người. Xin cảm ơn mọi người. Khi chưa khai ngộ, chỉ nghe một mình thầy, ai nói gì cũng không được nghe, sách của ai cũng không được xem. Quy củ vô cùng nghiêm khắc. Sau khi khai ngộ, hoàn toàn giải phóng, có thể xem tất cả, có thể nghe tất cả. Vì sao vậy? Quý vị chỉ có được lợi ích, sẽ không bị mê hoặc. Quý vị có năng lực này, quý vị thấy nhiều, nghe nhiều, tiếp xúc nhiều, sẽ biết hết tất cả, không có gì không biết. Bát nhã vô tri, vô sở bất tri. Ngày xưa dạy học đều dùng phương pháp này. Tôi đến Đài Trung thân cận thầy Lý. Thầy Lý cũng dùng phương pháp này đối với tôi. Khi tôi gặp thầy, còn có một vài người nữa. Tôi nhớ là ở phòng khách của Thư viện Từ Quang. Phòng khách không lớn, khoảng bằng phòng nhiếp ảnh của chúng ta. Thầy đưa ra điều kiện cho tôi, nếu muốn theo tôi học, bái tôi làm thầy, tôi có ba điều kiện. Nếu anh đồng ý thì có thể ở lại, tôi dạy anh. Còn như không đồng ý thì đi tìm người khác. Ba điều kiện nào? Tôi không hỏi, thầy đã nói. Điều thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, những gì anh học trước đây, bất luận là Đại sư Chương Gia dạy, hay là ông Phương Đông Mỹ dạy, cho đến cái anh tự học được, tôi đều không thừa nhận. Thầy Lý không thừa nhận. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tất cả đều phải học lại từ đầu. Anh học với tôi dạy anh. Bắt đầu học từ đầu là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, bắt đầu từ hôm nay, chỉ được nghe một mình tôi giảng kinh. Bất cứ ai giảng kinh cũng không được nghe. Điều kiện thứ ba,
Bắt đầu từ ngày hôm nay, tất cả văn tự mà anh xem chưa được tôi cho phép không được xem, đến kinh Phật cũng không được. Điều kiện này rất khắt khe, giống như trong mắt thầy không còn ai cuồng vọng tự đại. Xưa nay tôi chưa từng tiếp xúc người nào như vậy, nhưng nghĩ lại đã đến đây rồi, mà còn do cư sĩ Chu Kính Trụ giới thiệu, không phải người bình thường. Ông Chu và thầy Lý là bạn cùng tuổi, nói với tôi đối với Phật học, nho học, thầy Lý đều có trình độ rất thâm sâu. Pháp sư Sám Dân tiến cử giới thiệu cho tôi. Tôi nghĩ như vậy nên bằng lòng tiếp nhận, đồng ý cả ba điều kiện. Sau khi đồng ý, thầy nói có kỳ hạn. Thầy nói có kỳ hạn bao lâu? 5 năm. 5 năm cần phải tuân thủ. Sau 5 năm anh đã học thành công, lúc đó sẽ khai phóng, có thể xem tất cả, có thể nghe tất cả. Trong vòng 5 năm không được. Thực tế mà nói, tôi ở đó 3 tháng đã thấy được hiệu quả. Vì sao vậy? Vì đầu óc thanh tịnh, không được nghe, không được xem, chỉ nghe bài của thầy. Rất đơn thuần, tâm thanh tịnh sẽ có trí tuệ, quả thật có hiệu quả. Mới biết phương pháp này quả tuyệt. Sao thầy lại nghĩ ra được phương pháp này? Nửa năm sau tôi rất phục. Không còn chút nghi hoặc nào nữa. 5 năm sau tôi nói với thầy, hết 5 năm rồi. Thầy nói vậy thì sao? Tôi nói, thưa thầy, em học thêm 5 năm nữa. Thầy cười, vậy là tôi tuân thủ thêm 5 năm. Tôi tuân thủ phương pháp này 5 năm. Sau đó thì khai phóng, có thể xem tất cả, có thể nghe tất cả. Vì sao vậy? Quý vị có năng lực phân biệt thị phi chánh tà, không bị mắc lừa. Vì sao trước kia không để quý vị xem? Vì ta chưa có năng lực này. Quý vị xem rồi, thấy điều này cũng tốt, cái kia cũng tốt, rất dễ phân tâm, rất dễ mê thất phương hướng. Nên đây gọi là gì? Sơ thừa. Ngày xưa nói sơ thừa chính là như vậy. Cho đến năm, hình như là năm 1997, tôi đến Singapore gặp được Pháp sư Diễn Bồi. Đây cũng là vị Pháp sư chuyên giảng kinh thuyết Pháp, ông giảng Duy Thức. Chúng tôi cũng là bạn bè, vì đều là giảng kinh, đặc biệt thân thiết. Ông mời tôi đến đạo tràng của ông, nói khai thị cho tín đồ của ông 1 tiếng. Sau khi giảng xong, ông tiếp đãi tôi, mời ăn cơm. Chúng tôi nói chuyện, nói đến thầy Lý lúc đó. Tình hình tôi trải qua khi gặp thầy, ông ta cười to. Ông nói ông xuất gia từ rất nhỏ, làm tiểu sa di theo Pháp sư Đế Nhàn. Pháp sư Đế Nhàn cũng dùng phương pháp này dạy ông, cũng là 3 điều kiện này. Tôi mới quá nhiên đại ngộ, thì ra không phải chỉ có thầy Lý chuyên áp dụng. Mới biết đời này qua đời khác, tổ tổ tương truyền đều như vậy. Quý vị không phục, không nghe lời thầy, người ta dạy quý vị làm gì? Vậy chỉ uổng phí. Tin hoàn toàn, không có gì để nói. Điều kiện đã nói trước rồi. Nhưng Pháp sư Diễn Bồi không thành tựu. Vì sao vậy? Ông ra đi, chưa nói gì với sư phụ thì đã ra đi. Đi đến Hạ Môn, thân cận Thái Hư Đại Sư. Ở đó Đại Sư Thái Hư mở Phật học viện. Thật đáng tiếc. Nếu ông không rời xa Pháp sư Đế Nhàn,
Ông là tổ sư đời tiếp theo của Tông Thiên Thai. Ông không từ mà biệt, như vậy ra đi rất đáng tiếc. Cho nên chúng tôi mới hoàn toàn hiểu được đạo lý này. Tôi nói tôi cũng không tệ, thầy cho tôi 5 năm, tôi còn muốn thêm 5 năm. Nền tảng mới vững chắc. Hiện nay tìm học sinh như vậy không có. Ông nghĩ ông đưa ra điều kiện này, ông giỏi lắm à? Thiếu gì người cao minh hơn ông? Tôi cần gì phải thân cận ông để chịu sự câu thúc của ông? Không còn nữa. Đại khái sư thừa đến ngang đời tôi là dừng, về sau không còn nữa. Ai có thể chịu được ba điều kiện này? Hai con lúc đầu có phải là cũng không quản con cái đúng không? Dạ, lúc đó chúng con có hiệu quả hay không? Dạ không hiệu quả. Có một thời gian chúng con đã đem đó cho người khác giữ, còn chúng con ở nhà nghe kinh niệm Phật. Cảm thấy như vậy thì nhất định đứa trẻ sẽ ngoan. Nhưng sau khi tiếp xúc với con thì con đã đưa nó đi đâu? Con gửi nó cho người trong nhà giữ, sau đó họ đã dắt đứa trẻ đi ra ngoài chơi. Còn chúng con cảm thấy ở nhà tu hành không bị chướng ngại, đồng thời như vậy người nhà cũng có thể có công đức. Kết quả thì như thế nào? Kết quả sau khi nhìn thấy con rất là khờ, không có sự thân thiết với cha mẹ, còn tham ăn, ăn trộm đồ ăn, nói dối, còn rất to gan. Trước đây nó ở nhà thì không dám, khi đến nhà người khác căn bản là không dám sờ vào đồ người khác. Sau khi nhìn thấy con đã thay đổi quá lớn như vậy, con suýt nữa cũng không nhận ra nó. Nên con cảm thấy chúng con đã đi sai đường rồi, lần sau không dám gửi cho bất kỳ ai nữa, phải tự mình trông con. Hiện nay rất nhiều phụ huynh, đặc biệt là những phụ huynh học Phật và học văn hóa truyền thống, họ rất chấp trước. Chấp trước là sai, không quản con cái và bản thân chỉ lo tu dưỡng đức hạnh của chính mình. Rốt cuộc đứa trẻ sẽ giống như lời người mẹ này nói, đứa trẻ đã bị hư mất, thói xấu nào cũng học theo, có đúng không? Dạ phải. Chính là giai đoạn nó không ở chung với các con à? Dạ. Cho nên nói con cái không cần quản, chỉ dựa vào đức hạnh mà cảm hóa. Người nói ra lời này, truyền bá cái câu này thì phải gánh trách nhiệm nhân quả. Cho nên mọi người cần phải biết, nhất định phải quản giáo con cái. Là ai nói vậy? Tam Tự Kinh đã nói, nuôi mà không dạy là lỗi của người cha. Thì các bạn có thể không quản giáo chúng được không? Sư phụ thường nói, dạy không nghiêm là lỗi của thầy. Không những quản giáo mà còn nghiêm khắc quản giáo. Đó là Tam Tự Kinh. Trừ khi Tam Tự Kinh bị sai. Cho nên chúng ta hãy đem quan niệm này chuyển trở lại. Đặc biệt là những người học Phật, học văn hóa truyền thống. Con cái sanh xong để qua một bên, cầu giáng sanh cái đã, đúng không? Dạ. Các con đã làm như vậy đúng không? Dạ. Lúc đó chúng con chỉ muốn cầu giáng sanh. Con đã cảm thấy con cái chỉ là nhân duyên, con và nó không có quan hệ gì. Từ nhỏ nếu như mạng đã định là không có mẹ thì đó là số mạng của nó. Con chính đã nghĩ như vậy. Sau đó con đã nghe lão pháp sư giảng mới cảm thấy quả thật mình không bằng cả súc sanh. Nó làm sao không thì có mẹ được chứ? Con đang sống trước mặt nó như vậy, sao con lại có thể nói số mạng của nó là không có mẹ được chứ? Cho nên chúng tôi ở đây xin khuyên các vị phụ huynh một câu, xin đừng học Phật, học văn hóa truyền thống một cách sai lệch như vậy, đem con cái đẩy ra ngoài, không thể được. Không được làm như vậy. Cái gì nói tôi phải tu đức hạnh, đức hạnh đầu tiên chính là dạy con. Nếu các vị để con qua một bên thì chính là các vị thiếu đức. Nhất định phải nhớ việc tận bổn phận của cha mẹ. Hãy đem sự sai lầm này chuyển trở lại, đồng thời phải nghiêm khắc dạy dỗ. Sự nghiêm khắc dạy dỗ có đánh có mắng, gọi là cha mẹ trách phải thừa nhận. Trách đây chính là trách mắng, đánh mắng. Nếu không thì sao gọi là trách chứ? Hiện giờ đều là thương lượng. Thầy giáo học văn hóa truyền thống cũng vậy, phụ huynh cũng vậy, đều thương lượng với con cái. Cái bổn phận trách mắng của cha mẹ đều không còn nữa. Điều này lúc đầu các con đã không biết sao? Dạ không biết. Mọi người thắc mắc, nếu các con làm cha mẹ rất có tâm nguyện, rất có quyết tâm kiên định, nhất định phải dạy con thật tốt. Vì quyết tâm đó của các con là từ đâu mà có? Sau khi con của chúng con bị nhà trường từ chối, chúng con thường nghe sư phụ ngài giảng kinh nên đã làm theo lời sư phụ, chỉ nghe một vị thầy. Vì vậy lúc đó chúng con dựa theo ba điều kiện. Lúc sư phụ ngài theo thầy Lý cầu học, điều kiện thứ nhất chính là đối với những điều học trước đây chúng con đều không thừa nhận. Vì trước đây chúng con đã nghe rất nhiều vị thầy thuyết pháp, nay toàn bộ đều buông xuống không nghe nữa. Toàn bộ quay về số không à? Dạ, toàn bộ quay về số không, không nghe nữa.
Điều kiện thứ hai là chúng con chỉ nghe những khóa học trên mạng, tức là chỉ nghe lời giảng của một vị thầy và tôi. Những thứ khác chúng con đều không nghe. Điều kiện thứ ba chính là sách nào mà thầy không cho chúng con xem, chúng con sẽ không xem. Vì vậy những điều mà thầy nhắc đến trên trang mạng chúng con đều học. Những sách khác chúng con cả thầy đều không xem. Ba điều kiện này xác thực là ba điều quan trọng mà sư phụ ngài năm xưa lúc cầu học với ngài Lý Bỉnh Nam đã đối mặt. Sư phụ nói cái này chính là 5 năm học giới. Cái gì là 5 năm học giới? Chính là ba điều kiện này. Thứ nhất là toàn bộ những điều mà các vị đã học trước đây đều quay về con số 0. Không thừa nhận, trong đầu không được có thứ gì, hoàn toàn sạch sẽ. Thứ hai, chỉ nghe một vị thầy. Thứ ba, những sách mà không cho xem, những người mà không được tiếp xúc, những việc không cho làm thì toàn bộ đều không được làm. Phải triệt để buông xuống. Lão thật nghe lời thật làm. Đây là những lời sư phụ đã dạy. Lão sư Lý đã truyền cho sư phụ điều này, mà sư phụ ngày đã truyền cho hàng nghìn hàng vạn người khác. Các vị nhìn thấy người mẹ này, cô ấy làm được rồi. Cô ấy đã làm được như thế nào? Cô ấy đã được lợi ích. Vì vậy mọi người xin hãy đừng sợ. Nếu các vị thật sự làm, nếu thật làm như vậy thì các vị sẽ được lợi ích, các vị sẽ được tốt. Người ta chỉ mới làm được 1.5 năm mà đã có hiệu quả rồi. Lão thật nghe lời, thật làm, thật có phước. Cái này không làm, cái kia không được. Tôi có cách nhìn của tôi, được thôi. Các vị có cách nhìn của các vị, vậy hãy đi làm đi. Rốt cuộc các vị sẽ không được kết quả tốt đẹp. Cho nên lão thật chính là phước, thiệt thòi là phước. Lão thật nghe lời, thật làm là người có phước báo. Người này đã làm thí dụ, đã làm ra chứng minh cho chúng ta xem. Chúng ta còn lời gì để nói nữa không? Phụ thường nói nhất định phải làm cho được đệ tử quy. Học trò của bạn có thể đạt đến trình độ này không? Rất tốt. Phụ huynh này là nghe bài giảng của tôi. Chỉ có nghe gì thôi, không có giao thiệp gì với tôi, không có giao thiệp gì với trường học này. Không giống như rất nhiều người nói tôi không tìm được trường tốt, hoàn cảnh xung quanh không tốt. Không phải là vậy. Thế bạn thấy hoàn cảnh của họ. Người ta là nghe giảng, là dùng máy MP3 này, hoặc giả là máy phát hình, là mỗi ngày nghe như vậy, TV xem mỗi ngày. 1.5 năm là đạt được cái hiệu quả này. Cho nên sư phụ nói về học từ xa, một cái đĩa DVD là hoàn toàn đủ rồi. Bạn có thể không tin sao? Người mẹ này, cậu bé này làm cho chúng ta thấy rồi. Tôi cảm thấy những người hoằng dương văn hóa truyền thống này của chúng ta cần nghiêm túc phản tỉnh. Chúng ta có thật sự nghe giảng hay không? Chúng ta có phải là đang tạp tu hay không? Hôm nay là thầy A thầy B, ngày mai là thầy C thầy D, một mớ thập cẩm ở đây. Hôm nay làm thử cái này, ngày mai cái kia, cuối cùng đứa bé đó chẳng ra gì. Người ta cái này là gì? Trường kỳ huân tu, thâm nhập một môn, chuyên nghe cái khóa trình này trong thời gian dài, cũng không xem là dài. 1.5 năm là có kết quả rồi. Đây là một đứa trẻ bị trường văn hóa truyền thống trả về. Bạn thử xem, bạn có lời gì nói không? Chúng ta ngày nay mang cái tiếng tốt là muốn phục hưng mạng mạch, người cũng không có. Đây chẳng phải là một câu nói suông sao? Cho nên cái tiết mục này chúng ta làm thầy cũng tốt, mở trường học, làm hộ pháp cũng tốt, nhà doanh nghiệp cũng tốt. Đừng mù mờ nữa, đừng dung tiền qua cửa sổ nữa. Nhìn xem cái này, nhà người ta không bỏ tiền mà dạy con nên người rồi. Còn cái thứ này của chúng ta thật sự là quá nặng nề về hình thức. Không có con người, ca hát nhảy múa biểu diễn thì được, hình thức thì được. Chúng ta thật sự đã bồi dưỡng ra một nhóm ngụy quân tử. Ăn nói thế nào với phụ huynh người ta, ăn nói thế nào với sư phụ, với liệt tổ liệt tông cổ thánh tiên hiền của chúng ta đây. Kinh điển của cổ thánh tiên hiền đều là hay cả. Bạn dựa vào nó làm theo thì nhà nhà đều có thể thành tựu. Cho nên sư phụ nói, thật sự không cần qua 10 năm 20 năm. Sư phụ nói lúc đó không còn thầy nữa, toàn là băng đĩa dạy học. Bạn thử xem hiện nay đã xuất hiện rồi. Chúng tôi tuyệt đối không dám tự cho mình có công là do chúng tôi dạy nên. Chúng tôi không có dạy, chúng tôi đều là giảng dạy trong kinh điển. Nó là kinh giáo của sư phụ mà thôi. Người ta lại dạy học từ xa, xem mạng internet, xem băng đĩa mà dạy nên người. Chúng ta có cần mê tín xây trường đại học? Chúng ta có cần mê tín? Chúng ta có cần làm thế nào? Làm thế nào có khung cảnh bao lớn hay không? Làm những thứ không thiết thực đó sao? Không cần. Và thực sự là lấy cái mắt của đệ tử quy để ở đó mà ca hát nhảy múa, đọc thuộc lòng nó ra, vô ích. Đem nó diễn ra, vô ích. Đây là thật. Chúng ta nhất định phải biết phương pháp của chúng ta, biết tiêu chuẩn,
hiện nay tiêu chuẩn là loạn cả rồi, cũng không thấy được tấm gương. Ngày nay chúng ta biết gia đình này dựa theo cái tiêu chuẩn này, nó có tiêu chuẩn là đều ở trên mạng này, đều ở trong kinh giáo của sư phụ. Thứ hai, người ta đã đạt được thành quả rồi. Bạn còn có thể nói ngày nay dạy con cái không có phương hướng sao? Bất kể là trường học văn hóa truyền thống, trường học trong xã hội hay là ở nhà dạy các trẻ, ngày nay đều có phương hướng chính là tiết mục 7 tập này. Mọi người làm theo, nhà nhà như vậy, thì con cái của bạn có thể tư chất còn tốt hơn họ, hiệu quả còn thuộc thắng hơn. Bạn có muốn hay không? Cho nên chúng ta cần phải phản tỉnh. Những thầy cô văn hóa truyền thống này của chúng ta dạy như thế nào mà nhiều năm như vậy không dạy nên con người? Dạy như thế nào vậy? Bạn xem, dựa theo chương trình này của chúng tôi, người ta 1,5 năm là có được rồi. Một người nhất định phải nhớ, trường văn hóa truyền thống thật sự có khi dạy còn không bằng người mẹ này của người ta. Vì sao vậy? Sư phụ thường nói, trường học không nên quá lớn, số người quá đông, bạn không thể chăm sóc hết. Bạn không tin hãy để người mẹ này, bạn để cô chăm sóc 5 đứa trẻ, nhất định sẽ không thể có được hiệu quả này. Ngôi trường này của bạn mấy trăm con người, bạn chỉ 1-2 trăm thôi. Thầy cô thì sao? Được mấy thầy cô giống như người mẹ này, có thể đạt đến cái dụng tâm này, cái trình độ này của người ta chứ. Không đạt đến thì bạn không có thầy cô giáo, không có thầy giáo, không có trợ giảng. Thì trường này của bạn 1-2 trăm đứa trẻ, thậm chí mấy mươi trẻ, bạn cũng không chăm sóc chu đáo được. Có dạy cũng không thể dạy nghiêm khắc như vậy được. Cho nên cuối cùng bạn sẽ không có được thành quả. Cho nên sư phụ nói, người không nên quá đông, tinh lực chăm sóc không đáp ứng nổi. Sự việc nó là như vậy. Mọi người đã xem hiểu rồi, là 1:1. Người ta đây là 1:1 liền dạy được ngay. Bạn không tin hãy đưa cho cô ấy những đứa trẻ nữa xem. Tuyệt đối không được. Cho nên chúng ta phải biết dạy, phải thấy ra được cách thức. Người có cái điều kiện này nhất định là phụ huynh trong gia đình. Bạn không làm việc gì, hàng ngày chỉ dán mắt vào con cái bạn. Được rồi, cho nên quy mô trường học văn hóa truyền thống không nên quá lớn. Bạn căn bản không thể chăm sóc hết được. Kết quả sẽ làm lỡ cơ hội của con em người ta. Cái trách nhiệm nhân quả đó bạn phải gánh lấy. Thế làm sao đây? Bạn hãy đưa kiến nghị với mọi người, mau mau bồi dưỡng trợ giảng, bồi dưỡng lớp trưởng. Học trò lớn thực sự đủ tư cách rồi mới có thể chăm sóc nổi học trò nhiều như vậy được. Nếu không thì không nên nhận nhiều như vậy. Bạn chăm sóc không hết, bạn không phải hãm hại người ta rồi sao? Tại vì sao không để cho họ về nhà dựa theo cái phương pháp này mà làm? Không chừng cha mẹ họ dạy họ còn tốt hơn trường văn hóa truyền thống của chúng ta. Không nên mê tín. Nói tôi học ở chỗ này, thầy nào đó, tôi dạy ở trường học, trường nào đó, đó là mê tín, nhưng không tốt bằng người mẹ này dạy. Không nên mê tín trường nổi tiếng, thầy nổi tiếng. Một đĩa DVD là có thể giải quyết vấn đề rồi. Mọi người chúng ta phải giác ngộ từ chỗ này. Chúng ta từ ngày nay nhìn thấy rất nhiều phụ huynh dắt con em ngồi tàu lửa máy bay đi tìm trường tốt khắp thế giới là sai rồi. Xem cái tiết mục này, tâm bạn định lại rồi. Trường tốt là ở ngay trong nhà bạn, thầy tốt chính là người mẹ. Có điều kiện như thế này thì các em nhất định là người học trò tốt. Thông qua cái tiết mục này, chúng tôi cũng đặc biệt kêu gọi người học Phật cần phải cố gắng xem. Vì sao vậy? Nghe đến người học Phật, tại vì sao không đắc lực, không thể thành tựu, là nguyên nhân gì? Hàng ngày chạy tìm đạo tràng, tìm danh sư khắp nơi, thăm viếng danh sơn, cầu thầy giỏi. Chỗ nào cũng nói môi trường không tốt, chỗ này không tốt, chỗ kia không tốt. Bạn thấy người mẹ này dạy con, bạn mọi thứ đều hiểu rõ rồi. Tại kinh giáo của lão pháp sư xuống, để CD đều được. Ở nhà thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu. Chỉ một người thầy này, chỉ một phương pháp này, bạn cũng không cần 3 năm, 5 năm, mấy tháng là có thể thành công rồi. Bạn sẽ có cảm giác, người ta cái phương pháp này chúng tôi chưa nhìn thấy, cô ấy chẳng phải đã có thành quả rồi sao? Đạo tràng chính là nhà bạn. Đã mời đích thân sư phụ về nhà rồi, hàng ngày nghe kinh, vậy chẳng phải được rồi sao? Nhất định có thể thành tựu. Cậu bé 5 tuổi này, bạn xem cậu cũng có thể thành tựu. Sao chúng ta không được chứ? Tại vì sao học Phật không có kết quả gì? Tâm quá loạn rồi. Tìm 80 vị thầy, 100 cái đạo tràng, chạy tìm đi. Bạn đạo hàng ngày ở cùng nhau đi. Xin thưa với mọi người, người mẹ này một việc như thế này cũng không làm. Bạn xem cô có đồng tu không? Có đạo hữu không? Có đi thăm hỏi nơi này nơi kia không? Không có. Chỉ nghe bài của thầy giảng, sau đó bảo con làm theo, mình cùng làm với con. 1,5 năm là thành công rồi. Học Phật cũng là cái đạo lý này. Sư phụ hết lòng hết dạ đã nói biết bao nhiêu về điều này rồi. Ai chịu làm? Thâm nhập một môn,
Một vị thầy trường kỳ huân tu, mình làm được, người ta làm cho chúng ta xem rồi. Người học Phật, tất cả người làm học vấn thế gian, người tạo sự nghiệp, lẽ nào không cần phải tỉnh giác hay sao? Kinh Phật nói là cầu pháp ngoài tâm, không có chuyện ấy. Đừng nên tìm cầu ở bên ngoài nữa, hãy bình tĩnh trở lại. Nhà bạn chính là trường học tốt nhất, đạo tràng tốt nhất. Lão sư đã có rồi, kinh giáo của lão sư phụ có đó, và kinh Vô Lượng Thọ cũng đã giảng bao nhiêu lần rồi. Cho nên chúng ta không thể không giác ngộ. Giả như trong lúc cầu học vấn của Thánh Hiền, thì việc học rộng này là đợi sau khi đã nắm được cương lĩnh giáo huấn của Thánh Hiền thì mới bắt đầu học rộng. Điểm này rất là quan trọng, bởi vì bạn có thể nắm được cương lĩnh thì bạn mới biết được trọng điểm của giáo huấn Thánh Hiền là ở đâu. Giả như khi bắt đầu mà bạn học một cách hỗn tạp thì bạn sẽ đi vào không đúng cửa. Cho nên việc học rộng về cơ bản là sau khi đã xây dựng nền tảng học vấn Thánh Hiền được 5 năm thì mới học rộng. Cho nên Tam Từ Kinh nói giáo chi đạo quý dĩ chuyên, mà học chi đạo cũng quý dĩ chuyên. Dạy học phải có thể chí đồng đạo hợp, dạy học cầu học phải có thể có được thành tựu. Đây chính là phải có sư thừa. Nhất định phải có thầy truyền thừa thì mới được, cũng chính là sư đạo. Người hiện nay cầu học thì có sư thừa hay không? Chúng ta hiện tại xem thấy có rất nhiều người đọc sách, rất nhiều người đang thâm nhập kinh điển. Trong lúc bạn nói chuyện với họ thì họ có thường nhắc đến thầy của mình hay không? Rất ít. Về cơ bản nếu họ có hứng thú thì họ tự mình sẽ xem, sẽ đọc. Có một vị giáo viên còn rất trẻ, chỉ mới 20 mấy tuổi, cầu học qua rất nhiều kinh điển, nhiều hơn tôi rất nhiều. Nào là Lão Tử, Mặc Tử, cậu đều xem. Lương Khải Siêu, Tô Thức, xem sách thật sự là rất nhiều. Ngày đầu tiên cậu đến nghe giảng, vẻ mặt rất ngạo mạn, không có vẻ gì tươi vui. Sau đó nghe được 5 ngày, ngày thứ 2, ngày thứ 3 thì thái độ đã chuyển trở lại. Cậu nói ngày đầu tiên nghe tôi giảng thì đã soi bói tôi ra được 4 cái khuyết điểm. Bạn xem cậu đến nghe giảng là mục đích gì vậy? Sau khi cậu nghe xong buổi sau cùng thì có một cảm giác. Cậu vốn là nghĩ học vấn của Thánh Hiền thì phải là người có trình độ như cậu thì mới có thể học được. Cậu nghe bài giảng của chúng tôi đã đem những học vấn của Thánh Hiền nói ra một cách gắn liền với cuộc sống như vậy. Cậu cảm thấy rất là khó chịu. Nói ra trở nên đơn giản như vậy khiến cậu cảm thấy khó chịu. Khi một vị giáo viên nói về đoạn hội thoại này, trên thực tế là một việc khó khăn đáng quý. Cậu đã đem phần tiêu cực trong tâm mình để bày tỏ ra rồi. Vậy là cậu phát hiện nếu như có đọc sách nhiều hơn đi nữa, nếu không có thực tiễn được và nói thì nhất định sẽ tăng trưởng thêm sự ngạo mạn của mình mà thôi. Mà cậu học lại hỗn tạp đến như vậy là bởi vì không có người thầy chỉ bảo. Cậu học được nhiều như vậy mà không có áp dụng, thật sự một người thầy tốt thì sẽ để cho học trò của mình học tập như vậy hay sao? Không thể nào. Cho nên trong xã hội hiện tại, chỉ cần bạn học tập học vấn của Thánh Hiền thì nhất định phải có bậc thầy chỉ dẫn. Khi bạn học một người nào đó mà người đó không có thầy, vậy thì bạn cũng đừng học ở họ. Ở trong thời đại như hiện nay, chánh pháp không có người nói, tuy biết nhưng không thể hiểu. Không thể có người nào có thể tự mình không thầy mà tự thông hiểu. Hiện tại ngoài chợ có rất nhiều người đều nói ra kiểu đạo lý này, học vấn đều là từ bản thân tôi ngộ ra được. Rất nhiều người nghe được thì khen, ồ, anh ấy thật là lợi hại, thật là đáng sùng bái. Nhưng thực tế thì phải cẩn thận, đó là gạt người. Cho nên hiện tại có rất nhiều người
Trong văn hóa truyền thống cũng vậy, hoặc giả là trong giới tôn giáo rất nhiều đều là treo đầu dê bán thịt chó. Chúng ta phải có con mắt phán đoán người thầy như vậy có tốt hay không. Làm thế nào để phán đoán một người có phải là có đức hạnh hay không, một người nào đó có đáng để bạn học tập hay không, có thể từ về góc độ để mà xem. Thứ nhất là tâm của họ có phúc hậu hay không. Học vấn của Khổng Phu Tử đều là lấy một chữ nhân để làm trung tâm, mà nhân không phải là để ở trong Luận Ngữ hay để ở trong đại học, mà nhân là ở chỗ nào? Là áp dụng vào trong mọi việc giao tế qua lại với người khác trong cuộc sống hàng ngày. Thứ hai là phải khiêm tốn. Khiêm tốn. Học vấn thâm thời ý khí bình. Người càng có học vấn thì tâm bình khí hòa, tuyệt đối sẽ không có ngạo mạn. Cho nên nói bông lúa nào càng no hạt thì đầu đó cúi xuống càng thấp. Trong văn hóa truyền thống thì ảnh hưởng sâu xa nhất chính là Chí Thánh Tiên Sư Khổng Lão Phu Tử. Mà Phu Tử ở trong Luận Ngữ của Ngài có một câu nói rất quan trọng. Phu Tử nói Ngài là Thuật Nhi Bất Tát. Thuật Nhi Bất Tát. Phu Tử cả đời tất cả giáo huấn của mình, Ngài nói không có cái nào mà Ngài tự phát minh ra, không có cái nào mà Ngài sáng tạo ra cả. Hết thảy đều là giáo huấn của cổ thánh tiên hiền truyền thừa trở lại. Cho nên Phu Tử vô cùng khiêm tốn, mà lịch sử nhiều đời thánh hiền nhân của chúng ta cũng y theo cái tinh thần khiêm tốn này của Phu Tử. Chúng ta người Trung Quốc tuyệt đối không có việc giữ tất cả bản quyền, cấm sao chép mọi hình thức. Bởi vì trong lúc những người viết ra các văn chương này thì thánh hiền có cái tâm là gì vậy? Có phải tâm của các ngài nghĩ là ta phải lấy một ít tiền học phí mới được không? Không phải. Mà trong tâm các ngài suy nghĩ là hy vọng những giáo huấn này có thể lợi ích cho người khác. Họ đã dùng tâm thái như vậy để mà viết ra. Cho nên đối với rất nhiều đạo lý nhân sanh vũ trụ thì ngộ nhãi được rất sâu. Hiện tại phương Tây, chúng ta là đang học giáo dục rất nhiều lý luận trong tâm lý học và giáo dục phương Tây. Họ đều nói là điều này là do một nhà tâm lý học nào đó phát minh ra, cái kia là do ai phát minh ra. Kỳ thực những lý luận tâm lý học này thì trong kinh điển của người chúng ta từ mấy nghìn năm trước đã viết ra rồi. Đương nhiên lão tổ tông của chúng ta sẽ không đi tranh chấp bản quyền với người ta rồi. Chỉ hy vọng là làm sao mau chóng lợi ích cho cuộc sống của người khác. Đây mới là trọng điểm. Cho nên chúng ta phải nên đi quan sát. Ngoài việc nhân hậu ra, họ còn phải thật khiêm tốn. Chúng ta cũng có thể từ việc quan sát người thầy này có phải là người lấy thân làm gương, lời nói giống như việc làm hay không. Việc này rất quan trọng, bởi vì người hiện nay tình cảm đặc biệt phong phú. Vừa mới nhìn thấy vị thầy này được những người ở bên cạnh ca tụng công đức một hồi thì bạn liền quỳ hai đầu gối xuống rồi, đều còn chưa biết lai lịch của người đó như thế nào. Đây là chưa có đủ lý trí. Cho nên phải quan sát tất cả hành vi động tác xem có phải là lời nói đi đôi với việc làm hay không. Chúng ta không thể làm việc theo cảm tình, phải làm việc bằng lý trí.
có thể làm được thì mới gọi là thánh nhân. Họ mà làm được rồi mới nói như vậy thì bạn sẽ khâm phục từ tận đáy lòng. Còn nói xong rồi sau đó mới làm được thì gọi là hiền nhân. Còn nói xong rồi mà lại không làm được thì gọi là gạt người. Vì vậy mà kẻ lừa gạt hiện nay rất nhiều. Các vị bằng hữu nhất định phải chú ý quan sát. Có một số nhà sáng tác rất được xã hội đại chúng hoan nghênh. Khi những độc giả phát hiện ra vị sáng tác gia này phẩm đức không tốt, thì tập thể liền đem sách của người đó ra đốt sạch. Kỳ thực là phải trách nhà sáng tác hay trách người độc giả. Bạn là độc giả thì phải đi quan sát văn từ và việc làm của họ có tương ưng hay không. Giả lại nói thật là cho dù không tương ưng thì bạn cũng không cần phải đem sách của họ đi đốt bỏ. Gần người hiền, tốt vô hạn. Những lời họ nói nếu như rất có đạo lý thì bạn vẫn có thể làm cho tốt. Nhìn thấy họ lời nói không như việc làm thì chúng ta hiểu được đích thực là học vấn chân thật vẫn có thể thực hiện, vẫn có thể thực tiễn. Đối với chúng ta cũng phải nên dùng tâm khoan dung để mà đối đãi. Khi chúng ta đốt sách thì trong nội tâm rất căm phẫn. Và nếu căm giận thì chỉ có hại bản thân mình mà thôi. Đâu cần phải như vậy chứ. Trước mắt trong cái xã hội này, tình hình tương đối phức tạp. Cũng là phải dựa vào chính mình, quan sát cho tốt, sau đó hãy theo học với người này. Mà nếu bước vào giai đoạn học tập tốt rồi, việc sư thừa của người Trung Quốc chúng ta đặc biệt nhấn mạnh ba sự việc. Là ba sự việc gì? Giáo sư Thích Tịnh Không, khi ngài cùng với lão sư của mình, chính là lão sư Lý Bỉnh Nam, khi lần đầu tiên gặp mặt, lão sư Lý đã đưa ra ba điều kiện. Ba điều kiện này chính là sư thừa mấy nghìn năm của người Trung Quốc. Điều kiện đầu tiên là chỉ nghe một lão sư mà thôi, người khác giảng đều không thể nghe. Các vị bằng hữu, điều đầu tiên này thì người hiện nay có dễ dàng làm được hay không? Thật không dễ gì rồi. Người hiện tại rất thích sự mới mẻ, thích nghe càng nhiều càng tốt. Cho nên chúng ta thường nghe thấy rất nhiều bằng hữu nói chuyện, một người nào đó cũng rất là tốt, một người mà nghe đến 4-5 vị thầy mà nói. Mỗi một người lại chỉ cho một con đường để đi, hai vị thầy thì sẽ chỉ hai con đường đi. Ba người thầy vậy là có ba con đường. Bốn vị thầy thì sẽ biến thành ngã tư đường. Vậy thì phải đi theo hướng nào đây? Cho nên chỉ nghe một vị thầy giảng mà thôi, lão sư sẽ chịu trách nhiệm đối với bạn. Đương nhiên, bạn chọn vị giáo viên cho mình thì nhất định phải có học, có tu, và lại là người đã từng trải, họ đã đi qua rất nhiều con đường chính xác. Bằng mà theo học thì có sự đảm bảo, không có vấn đề gì. Cho nên điều đầu tiên là chỉ được nghe một mình họ giảng. Điều thứ hai mà lão sư đã nói với ngài Thích Tịnh Không, đó là tất cả sách mà ngài muốn đọc đều phải thông qua sự đồng ý của lão sư. Vì sao lại có quy định như vậy chứ? Kỳ thật, trong khi chúng ta lãnh hội giáo huấn của lão sư, không nên trước tiên nghĩ đến chính mình có bằng lòng làm hay không, mà trước tiên phải nghĩ đến tâm của lão sư. Dụng tâm của ngài là gì? Bởi vì sao lão sư lại yêu cầu chúng ta như vậy? Nhất định là có chỗ lợi ích. Không nên chỉ nghĩ như vậy thì chúng ta rất khó chịu, mà không hề nghĩ đến việc yêu cầu này của lão sư. Phía sau đó là một tấm lòng yêu thương. Kỳ thực điều thứ hai bảo chúng ta
Tất cả những quyển sách muốn xem phải được lão sư đồng ý. Cái này là muốn đề phòng chúng ta xem tạp, đề phòng chúng ta tiếp nhận phải sự ảnh hưởng của những tư tưởng không chính xác khác. Thứ ba là tất cả những thứ đã học được từ trước đến nay không được thừa nhận, toàn bộ làm lại từ đầu. Điểm này thì muốn chế phục tâm ngạo mạn của chúng ta. Có một người giả sử vẫn cảm thấy bản thân mình vẫn còn đáng tự hào, kiêu ngạo, cũng giống như là một ly nước muốn đầy mà không đầy được, cứ lắc qua lắc lại, cho nên muốn đổ thêm nước thì cũng bị văng lại ra ngoài, cho nên vẫn cứ còn là nước nửa ly. Cho nên lão sư mới nói tất cả những thứ học từ trước đều không được thừa nhận, kỳ vọng chúng ta có thể đem cái tâm ngạo mạn buông xuống, để cho tâm thái trở về số không, sau đó lại dùng cái tâm khiêm hư để mà tiếp nhận giáo huấn của lão sư. Vì vậy ba điểm này chính là sư thừa mà Pháp Sư Tịnh Không sau khi thực hiện được 3 tháng thì đã đến nói với lão sư ngài. Ngài nói: thưa lão sư, người bảo con giữ 5 năm. Con không chỉ sẽ giữ trong 5 năm mà sẽ giữ trong 10 năm. Vì sao ngài muốn giữ 10 năm vậy? Bởi vì sau khi giữ được 3 tháng thì cả tình hình của việc học tập trở nên tốt, tâm thanh tịnh, không bị bên ngoài ô nhiễm, mà chỉ nghe theo giáo huấn của mỗi lão sư, chỉ có thể nhanh chóng nắm được tất cả cương lĩnh của thánh hiền. Cho nên sâu sắc thể hội được cái tâm thương yêu cùng cái tâm vốn có của lão sư, cho nên tự mình muốn giữ thêm 5 năm nữa. Cho nên trong 5 năm này chỉ một môn thâm nhập, chính là trồng xuống cái gốc thật chắc. Sau 5 năm đó, bạn tiếp xúc với những kinh điển khác thì bạn sẽ tự suy ra mà biết. Vì vậy mà ở điểm này thì bạn phải kiên trì. Chúng ta là người học tập quyển Đệ Tử Quy thì phải học trong bao lâu? Học cả đời. Xin cho vị đầy một tràng pháo tay. Đệ Tử Quy là nắm hết cương lĩnh của giáo huấn thánh hiền mấy nghìn năm qua, cho nên phải phụng hành cả đời. Các vị bằng hữu, các vị chỉ cần kiên trì giữ được 3 tháng, sáng tối đều đọc 1 lần, và lại không chỉ là đọc thôi, mà buổi sáng cần nhắc nhở mình phải thực hành, buổi tối phải biết phản tỉnh. Sau 3 tháng, bảo đảm bạn sẽ cảm thấy đạo đức và học vấn của chính mình được nâng lên cao. Đến lúc đó không bảo bạn đọc thì bạn cũng sẽ tự mình quan hỷ mà đọc, mà thọ trì. Không những học vấn cần phải dung đắp như vậy, mà tất cả nghệ thuật tài năng của thế gian cũng không rời khỏi nguyên tắc này. Điều trước phải chuyên, trước tiên phải an định thân tâm thì mới có thể học được tốt.
Các bạn, đây là căn phòng mà Hòa Thượng dùng để thuyết pháp ngay trong tịnh thất của Ngài. Nó chỉ rộng khoảng chừng hơn 10 mét vuông. Hàng ngày Hòa Thượng giảng kinh thuyết pháp tại căn phòng này và được thu băng hình và truyền internet đi khắp toàn thế giới. Cho nên thính chúng của Ngài là không có giới hạn, là tất cả các chúng sinh có nhân duyên được nghe pháp của Ngài, từ các chúng sinh hữu hình đến các chúng sinh vô hình, tận hư không biến pháp giới. Căn phòng này chỉ rộng khoảng hơn 10 mét vuông và chắc đây là đạo tràng nhỏ nhất trên toàn thế giới. Đằng sau chỗ Ngài ngồi thuyết pháp là bức tranh Tây Phương Cực Lạc và các thánh chúng. Tại sao bức tranh này các bạn lại nhìn thấy là màu đen trắng vậy? Bởi vì chúng ta là phàm phu, cho nên cái nhìn của chúng ta chỉ có thể nhìn được hai màu sắc đen trắng từ bức tranh này. Còn nếu như bạn đã thực sự chứng đắc, bạn đã thực sự ngộ nhập được cảnh giới, bạn sẽ thấy tất cả các màu sắc rực rỡ, lung linh, huyền ảo của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Còn đây là chỗ Đại Hùng Bảo Điện Tam Bảo của Ngài, trên cùng là tôn tượng Tam Thế Phật. Ngoài ra còn có bảng lá cờ tất cả các nước trên thế giới, các bạn sẽ thấy ở hàng thứ hai. Và ngày nào Ngài cũng hồi hướng cho các vị nguyên thủ với mong muốn các vị nguyên thủ sẽ có trí tuệ, thì dân chúng sẽ được nương nhờ, xã hội sẽ hài hòa, an định, hòa bình, thế giới sẽ được thống nhất, không có chiến tranh. Tất cả các chúng sinh sẽ được phá mê, khai ngộ, lìa khổ, được vui. Còn đây là bài vị của Chủ tịch Mao Trạch Đông và Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch, ông chính là một cựu tổng thống của thời Dân Hoa Trung Quốc. Còn đây là ảnh của Chủ tịch nước Tập Cận Bình và ảnh của Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc đều được Ngài hàng ngày hồi hướng. Có lẽ đây lại là một Đại Hùng Bảo Điện nhỏ nhất trên thế giới này. Còn đây là tôn ảnh của 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông Trung Quốc. Đầu tiên là Ngài Huệ Viễn Đại Sư và cuối cùng là Ấn Quang Đại Sư, vị tổ thứ 13. Còn đây là Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền, người mà Lão Hòa Thượng Tịnh Không đã đề cử làm vị tổ thứ 14 của Tịnh Độ Tông Trung Quốc. Bây giờ xin mời các bạn sẽ sang bên góc bên phải. Đây là các tôn ảnh của các vị mà Hòa Thượng Tịnh Không thờ. Ở hàng đầu tiên từ trái sang phải là Giáo sư Phương Đông Mỹ. Ông là nhà triết học hàng đầu của Trung Hoa thời bấy giờ và là vị thầy đầu tiên của Hòa Thượng. Hòa Thượng ở Đài Loan đã học triết học với Giáo sư Phương Đông Mỹ. Giáo sư đã giới thiệu cho Hòa Thượng một cách rất có hệ thống, từ triết học phương Tây cho đến triết học cổ đại Trung Quốc. Triết học sớm nhất của Trung Quốc là Kinh Dịch, sau đó nói đến Chu Tử, nói đến Nhị Trình, triết học Dương Minh, sau đó nói đến triết học Ấn Độ, và sau cùng là giới thiệu cho Hòa Thượng đến triết học của Phật Kinh. Ông đã từng nói với Hòa Thượng, triết học của Phật Kinh là đỉnh cao nhất của triết học trên toàn thế giới, đây mới là sự hưởng thụ cao nhất của nhân sinh. Sau khi Hòa Thượng nghe lời nói này của ông rồi, Hòa Thượng liền đến chùa để tìm kinh Phật để xem. Nhưng lúc này Hòa Thượng không chào hỏi với người xuất gia đem kinh Phật xem thành triết học để xem, mà coi như không hề liên quan gì đến với những người tin theo nó. Đây chính là tâm trạng ban đầu đến học Phật của Hòa Thượng. Cho nên Phương Đông Mỹ tiên sinh chí ít đã ảnh hưởng tới Hòa Thượng trong 3 năm đầu. Vị thứ hai chính là Đại sư Trương Giang. Sau khi đã biết đến Phật Pháp rồi, về sau Hòa Thượng học Phật với Đại sư Trương Giang. Ngài là vị lãnh tụ Phật giáo tối cao của Nội Mông, Mật Tông. Đại sư Trương Gia đã đưa Hòa Thượng trở lại với Phật giáo
Hòa thượng lúc đó mới biết được là mình đã xem kinh Phật thành triết học. Nhưng thực tế thì triết học trong kinh Phật chỉ là một bộ phận trong kinh Phật mà thôi, không phải là toàn diện. Toàn diện còn cao minh hơn nhiều so với triết học. Vị thứ ba là lão cư sĩ Lý Bình Nam. Sau khi đại sư Trương Gia Viên Tịch qua đi một năm, hòa thượng quen biết với lão cư sĩ Lý Bình Nam. Ông là một nhà nho và là một nhà Phật giáo lớn. Hòa thượng đã theo đại lão cư sĩ Lý Bình Nam 10 năm liền để học Phật. Theo hòa thượng, ba vị thầy giáo này của ngài, giáo sư Phương Đông Mỹ, đã tiếp dẫn hòa thượng vào cửa Phật. Trương Gia đại sư đã đặt nền móng cho hòa thượng, và Lý Bình Nam cư sĩ đã thành tựu cho hòa thượng. Hàng thứ hai, từ trái sang phải, thứ nhất là mẫu thân của hòa thượng Tịnh Không. Bà đã biết trước ngày giờ ra đi, báo trước ngày giờ và bà tự tại vãng sinh. Vị thứ hai chính là Hàn Quán Trưởng. Bà là người đã hộ pháp cho hòa thượng suốt hơn 30 năm trời. Trong quá trình hoằng pháp của hòa thượng, đạo tràng mà hòa thượng tự mình xuất ra đã không thể dung nạp hòa thượng, vì họ không chịu để hòa thượng giảng kinh mà muốn hòa thượng làm các công việc của pháp sự khác, nên hòa thượng không có cơ hội lên giảng đài. Hòa thượng đã hiểu rằng những việc sám sự này không liên quan gì đến việc giải thoát. Do đó, các chùa, các đạo tràng mà hòa thượng tự mình xuất ra đã không thể dung nạp ngài. Sau đó, hòa thượng gặp được Hàn Quán Trưởng. Cả cuộc đời bà, trong suốt 30 năm, bà đã hộ pháp cho hòa thượng, thành tựu cho hòa thượng, đem lại cơ hội giảng kinh cho hòa thượng. Và như chúng ta đã biết, bà đã tự tại vãng sinh. Trước khi bà vãng sinh, bà đã 3 lần được thấy Phật A Di Đà. Vị thứ ba chính là đại lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Ông là người hội tập bộ kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 9. Đây là bộ hội tập mà hòa thượng Tịnh Không cực lực xiển dương, cực lực tán thán. Hạ lão Liên Cư đã đứng chắp tay mà vãng sinh. Tương truyền ông chính là Phổ Hiền Bồ Tát tái lai. Chúng ta có thể nói thêm về việc vãng sinh của đại lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Sau khi ông kết tập hoàn chỉnh bộ kinh Vô Lượng Thọ, ông bèn mời bạn bè tới nhà uống trà và tuyên bố: hôm nay tôi sẽ về với Phật. Nói xong, ông đứng chắp tay niệm Phật mà vãng sinh. Diệu Âm Minh Thị cư sĩ còn giữ được một tấm hình chụp của ông khi còn sinh tiền. Đôi giày vải dưới chân ông phát ra hào quang, bức phong sau lưng của ông hiện ra hình Phật. Đây là chuyện có thực. Diệu Âm Minh Trị cư sĩ, không thêm không bớt. Vị thứ tư tiếp theo chính là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Ông là người đã chú giải bộ kinh Vô Lượng Thọ do đại lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập. Hoàng lão cư sĩ là cháu gọi cư sĩ Mai Quang Hy là cậu ruột và là học trò của đại lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Phật giáo đồ Hoa Lục thường có câu lưu truyền rằng Nam Mai Bắc Hạ, nghĩa là trong giới cư sĩ hoàng truyền Phật Pháp nổi tiếng nhất thì ở miền Nam là cụ Mai Quang Hy, chính là cậu của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Còn ở miền Bắc là cụ Hạ Liên Cư, hoàng lão cư sĩ. Với một nhân duyên rất thù thắng, một người thì là thầy của hoàng lão cư sĩ, chính là lão cư sĩ Hạ Liên Cư, nhất ở miền Bắc Trung Hoa. Một người thì là cậu ruột của hoàng lão cư sĩ, chính là đại lão cư sĩ Mai Quang Hy, nhất ở trong Phật giáo đồ ở miền Nam. Khi hoàng lão cư sĩ chú giải bộ kinh Vô Lượng Thọ, ông đã không dùng kiến giải của mình, vì ông cho đó là kiến giải của phàm phu, mà ông dùng phương pháp là dùng kinh chú giải cho kinh, nghĩa là dùng kinh mà bổn Phật, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã thuyết pháp trong 49 năm và lời dạy của các tổ sư đại đức để chú giải cho kinh. Tương truyền ông chính là ứng thân của Quán Thế Âm Bồ Tát.
Hoàng lão cư sĩ đã biểu pháp hiện ra bệnh của vãng sinh. Trước lúc lâm chung, sức tàn không thể nói nổi, cụ hoàng bèn mỉm cười an nhiên từ biệt đại chúng rồi quy tây. Ngày 7 tháng 4 năm 1992, đại chúng làm lễ trà tỳ, di cốt của hoàng lão cư sĩ trắng nhuận. Lúc bới cho, đại chúng tìm được hơn 100 viên xá lợi ngũ sắc rực rỡ. Thứ năm, cũng là vị cuối cùng, chính là ông hiệu trưởng thời tiểu học của hòa thượng. Đó là vào thời kỳ hoạn nạn, 8 năm kháng chiến. Hòa thượng lớn lên trong thời đại này, khoảng ngày tháng đó rất gian nan, khốn khó. Thầy giáo có tâm yêu thương đối với học trò. Những học sinh lưu vong nhưng đều không ở cùng chung với gia đình. Có người còn thư từ qua lại với gia đình, nhưng có người ngay đến cả tin tức của gia đình cũng không có. Cho nên trường học lúc này chính là nhà. Thầy giáo kiêm luôn cả sứ mạng của cha mẹ. Hòa thượng cùng những học sinh này đã cảm ân đối với thầy. Thầy đích thực xem học trò thành con cái, rất quan tâm, rất thương yêu. Đồng thời cũng đã làm tấm gương tốt cho học trò xem. Tuy là không có giáo trình, thế nhưng mà nhất cử nhất động của thầy đều đã làm tấm gương tốt cho học trò và cũng như cho chính hòa thượng thời bấy giờ. Có một câu chuyện kỳ lạ về thầy. Nhà thầy ở nhà theo kiểu tứ hợp viện, tức là bốn gian nhà xung quanh và có sân ở giữa. Và một lần khi người vợ của thầy ở nhà, có một ông già ăn xin đến xin nhờ giúp đỡ. Vì khi đó bà chưa tin Phật nên bà đã từ chối sự giúp đỡ. Sau đó bà cảm thấy rất là lạ. Kỳ lạ, cửa không có ai mở, sao ông cụ lại vào được? Có người nói đó chính là ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sau này, người thầy này của hòa thượng đã chuyên tịnh tụng kinh Địa Tạng và rất có cảm ứng với ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Các bạn, suốt cuộc đời của hòa thượng đã dạy cho chúng ta những điều gì? Thứ nhất, ngài không xây chùa, ngài học Ấn Quang Pháp Sư, cho nên đại hùng bảo điện của ngài nhỏ nhất trên toàn thế giới. Thứ hai, về đạo tràng của ngài cũng là nhỏ nhất trên toàn thế giới, bởi vì cái căn phòng mà hòa thượng xuất ra chỉ hơn 10 mét vuông, nhưng thính chúng của ngài thì tất cả các chúng sinh vô tình hữu tình, tận hư không biến pháp giới có duyên với ngài đều được nghe pháp của ngài. Vậy là ngài đã thực hiện được ba không: không quản tiền, không quản việc và không quản người. Các bạn hiểu pháp của ngài, chúng ta cố gắng quan sát kỹ lưỡng và học tập ngài. Đến đây chúng ta có thể chấm dứt về việc giới thiệu căn phòng của hòa thượng Thích Công Chiến Pháp. À, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
再分开不离寸步。师父，师父，师父，师父。